quý vị đang đứng trước não, một bệnh đột quỵ não là bệnh khá phổ biến và đang trở thành một trong những nguyên nhân sinh hàng đầu trên thế giới. Những di chứng bệnh đang biến đổi lại rất nặng nề như liệt nửa người, nói mọc, méo miệng, đời sống thực vật, khiến người bệnh trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Và nếu không được cứu kịp thời, người bệnh sẽ đứng trước nguy cơ tử vong. Ở người tăng huyết áp thì có bị tổn thương trong áp lực dòng máu lớn, từ đó gây ra trình mạch nhỏ trong não, dẫn đến nguy cơ chảy máu não hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho hình thành các mảng xơ vữa hoặc các cục máu đông gây ra đến nhồi máu não. Và theo khuyến cáo, nếu hạ huyết áp đến 30 mm thủy ngân ở người tăng huyết áp có thể giảm được 10% nguy cơ bị tai biến mạch máu não. Sau đó, để phòng ngừa đột quỵ, trước hết cần phải kiểm soát và điều trị tốt tăng huyết áp. Và để giúp cộng đồng có thể hiểu rõ hơn về các biện pháp giúp kiểm soát huyết áp cũng như phòng ngừa tai biến mạch máu não an toàn và hiệu quả, chúng tôi có mời tới tham gia buổi tư vấn trực tuyến ngày hôm nay phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hiện, trưởng khoa đột quỵ não bệnh viện Quân y 103, đến tham gia buổi tư vấn trực tuyến với chủ đề dự phòng đột quỵ não ở bệnh nhân tăng huyết áp và để giải đáp những câu hỏi thắc mắc của quý độc giả. Xin chào phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hiện ạ. Thì đầu tiên thì xin giáo sư tiến sĩ giải thích về tăng huyết áp. Kính thưa quý vị, bệnh tăng huyết áp mà Hội Tim mạch Quốc gia đã khuyến cáo nó là kẻ giết người thầm lặng. Tại sao lại nói là tăng huyết áp là kẻ giết người thầm lặng? Có những bệnh nhân khi có cơn tăng huyết áp sẽ thấy triệu chứng đau đầu, chóng mặt, đau ngực, nhưng đa phần là bệnh nhân không nhận biết được đó. Và đến khi huyết áp tăng cao gây ra tai biến đột quỵ não hoặc là nhồi máu cơ tim, để lại hậu quả rất nặng nề cho bệnh nhân. Một là tỷ lệ tử vong cao, hai là có sống thì cũng phải trợ giúp một phần. Chỉ một số rất ít bệnh nhân quay trở lại với cuộc sống bình thường. Vì vậy, người ta nói là tăng huyết áp là kẻ diễn biến thầm lặng và là một trong những nguy cơ chính của đột quỵ não và nhồi máu cơ tim. Cái tổn thương cơ quan đích của nhồi của tăng huyết áp và não, và mắt, và tim, và thận và các động mạch và vị. Vậy trong điều kiện tiêu chuẩn, tức là tốt nhất là sáng sớm sau khi dậy hoặc là bệnh nhân được nghỉ ngơi trước 30 phút, không dùng chè, thuốc lá, các chất kích thích, mà chúng ta đo huyết áp là cánh tay của bệnh nhân, huyết áp tối đa trên 140 mm/s hoặc huyết áp tối thiểu trên 90 mm/s, đo hai tay chi trung bình và tối thiểu là theo dõi 2-3 lần, thì cái con số đó chúng ta được gọi là tăng huyết áp. Tăng huyết áp có thể là bệnh tăng huyết áp, có thể là nằm trong số nguyên nhân gây tăng huyết áp, ví dụ viêm cầu thận thì đấy là tăng huyết áp triệu chứng. Còn đa phần là chúng ta không tìm được nguyên nhân, chúng ta gọi là bệnh tăng huyết áp. Tỷ lệ tăng huyết áp của chúng ta hiện nay ấy, người ta dự tính đến năm 2020 thì khoảng độ 25-30% dân số ở những người lớn tuổi, đặc biệt là những người trên 50 tuổi. Tại sao những người lớn tuổi thì lại tăng huyết áp? Trải qua cuộc sống, lao động, học tập, ăn uống thì đó là một trong những nguy cơ gây tăng huyết áp, cho nên tăng huyết áp hay gặp những người lớn tuổi. Từ 50 tuổi trở lên thì chúng ta được xếp vào cái loại tức là 50-59 là trung niên, 60 là độ tuổi già. Thì càng nhiều tuổi thì cái yếu tố nguy cơ các bệnh tật càng lớn, trong đó là tăng huyết áp. Để phòng tăng huyết áp
Thứ nhất là những người 50 tuổi trở lên, người ta khuyên là tối thiểu 1 năm phải 2 lần kiểm tra tổng thể để phát hiện xem là mình có bệnh tật gì không. Đặc biệt chú ý đến cái các thành phần lipid trong máu mà chúng ta vẫn dân dạng vẫn gọi là mỡ máu, tăng mỡ máu. Trong cái rối loạn chuyển hóa lipid thì nó có ba loại. Một là cholesterol. Trong cholesterol ấy, thì nó có loại tỷ trọng thấp mà chúng ta vẫn gọi là cholesterol xấu. Loại cholesterol tỷ trọng cao chính là cái loại LDL. Loại thứ ba là loại triglyceride. Thế thì vậy thì rối loạn cái chuyển hóa lipid hay rối loạn chuyển hóa mỡ máu thì tăng đơn thuần cholesterol cũng dẫn đến tăng LDL tức là cholesterol xấu cũng là gì ạ? Tăng triglyceride cũng vậy. Vậy cholesterol thì đa phần là nội sinh chúng ta sản xuất ra, bình thường nó là có lợi vì nó tham gia cấu tạo của các cái tế bào, cái màng tế bào, nên là cái thành phần chính của cái cholesterol mỡ máu. Còn 3% là cho chúng ta ăn uống ngày. Thế vậy muốn phòng cái này phòng như thế nào? Cái lượng nội sinh để đủ cái sản xuất, sinh ra được sản xuất chúng ta cấu tạo như thế này. Còn cái loại hàng ngày ăn vào thì đấy mới chính là vấn đề chúng ta cần chú ý. Những cái chất mà ăn vào tăng cholesterol máu thứ nhất là của động vật, thứ hai là các cái thành phần thức ăn khác, ví dụ như là các nội tạng động vật. Một số vị rất là khoái khẩu ăn tiết canh nhồng lợn, đúng không? Ăn các phủ tạng động vật thì cho là tốt, nhưng không phải đâu. Cái đó là nhiều cholesterol, cho nên chúng ta hạn chế. Thế rồi trứng, đúng không? Mỗi một tuần chúng ta ăn vài ba quả không sao, ăn đều đều thì cũng không tốt lắm. Thế thì bây giờ muốn phòng thì chúng ta hạn chế chế độ ăn. Một cái điểm nữa là chúng ta tăng cường tập luyện thể dục thể thao phù hợp với điều kiện sức khỏe, nhất là các căn trong văn phòng, đến nơi để ngồi máy tính để làm việc không hoạt động, tối về ăn xong đi ngủ đấy, thì rất là không tốt. Thế thì muốn đảm bảo hạ cái cholesterol và đảm bảo sức khỏe thì tối thiểu mỗi một ngày chúng ta nên để khoảng 30 phút tập thể dục thể thao phù hợp với điều kiện của mình, đi bộ nhanh, chơi thể thao nhẹ, thế rồi đi chạy bước nhỏ, thì chơi cầu lông, tennis hoặc là bơi lội, thì đấy là những cái biện pháp mà tập luyện chung để mà có thể có phần ăn sáng của cơ. Thứ ba là nếu tăng thì chúng ta dùng thuốc, ăn uống này, tập luyện này, và cuối cùng dùng thuốc. Cái nhóm thuốc hiện nay tôi dùng nhất nhóm statin, dipyridamine, lopin, vân vân. Những người mà có cái yếu tố nguy cơ, có cái xét nghiệm máu thấy tăng thì chúng ta phải đi khám bệnh và có chỉ định của bác sĩ cho dùng cái nhóm statin. Thế và muốn phòng chống được cái trên nền của cái vữa sơ tăng mỡ máu, tăng cholesterol máu thì sẽ gây ra vữa sơ. Mà chính cái thành phần tôi vừa nói trên, cái cholesterol thì thấp đấy, do cái mạch bị tổn thương nó chui xuống dưới, sau đó thì các cái tế bào bắt xuyên nó xuống tế bào nhưng nó không ăn được, nó tạo thành các không bằng tế bào bỏ, sau đó phát triển lồi vào trong lòng mạch đấy, và gây ra hẹp lòng mạch. Thế và cái mạch vữa sơ đó gây có thể viêm bong ra từng mảng và di chuyển theo nơi khác theo mạch máu đến một cái vị trí nào và cũng bị bé hơn khi mà tăng động gây tăng mạch. Thế thì như vậy là muốn phòng thì nên phòng như thế nào? Những người có mỡ máu cao, những người có cái vữa sơ mạch qua kiểm tra bằng cái siêu âm Doppler chúng ta phát hiện ra hẹp lòng mạch, mỡ máu cao thì chúng phải dùng cái thuốc là hạ mỡ máu và tự dùng mạch statin. Bên cạnh đó phải kết hợp với cái thuốc những thuốc chống viêm.
phẩm, ví dụ rẻ nhất là aspirin. Và bây giờ có nhiều thuốc khác như clopidogrel, lentan, vân vân. Thế và trong cái thành phần của ta mà trước đây cũng nói là phòng chống, đó là cái sản phẩm của ta Natomec cũng đã phòng chống cái cục huyết môn và có thể là tăng tăng tuổi. Quan điểm dự phòng trong điều trị thì đây là quan điểm của Đảng và chính phủ ta, nên kết hợp giữa đồng tình chúng ta sống trong một cái thiên nhiên rất nhiều cỏ cây hoa lá, chúng ta biết cho lọc những cái cây con để làm thuốc thì rất tốt. Thì bên cạnh những cái thuốc và tây do công ty trong nước ngoài nước sản xuất, chúng ta có thể kết hợp với những cái thuốc đông y mà được sản xuất hiện nay thì rất nhiều, đúng không? Mà đặc biệt là như vậy là chúng tôi thấy rằng là qua thời gian vừa qua thì dùng cái năng lượng bát để nó thông và chúng như nào như trên tôi nói thì rất là tốt. Và chính cái đây thì cái đề tài này thì chúng tôi đã nghiên cứu và chứng minh những người nào chúng ta cũng kết hợp cái năng lượng bát với các cái thuốc khác thì cái điều trị có hiệu quả ở trên nhiều mùa nào. Và đấy là điều trị, thế là xong thì chúng ta cũng dùng hàng ngày với đợt khoảng 2-3 tháng thì thấy là cái tỷ lệ được bình ảo đó. Câu hỏi đầu tiên là của bạn Hoàng Lâm ở Vĩnh Phúc ạ. Bạn có hỏi là bà tôi bị tăng huyết áp độ 2, 3 tháng gần đây bà tôi hay bị đau đầu dữ dội, đi khám và được bác sĩ chẩn đoán là phình mạch máu não, có thể dẫn tới đột quỵ não. Sau đó bà tôi đã phẫu thuật kẹp túi phình và uống thuốc hạ huyết áp kết hợp với Natopet hàng ngày. Hiện tại thì bà tôi đang sinh hoạt như bình thường. Xin hỏi là bà tôi dùng Natopet lâu dài có được không? Xin phó sư có thể giải đáp cho khán giả. Kính thưa quý vị, như vậy là cái tăng huyết áp nó sẽ góp phần làm cho tạo thành cái phình mạch máu não. Nếu phình máu não này vỡ thì rất nguy hiểm. Cái tỷ lệ tử vong do cái chảy máu não chiếm từ 36-52%. Trong tháng đầu thì tử vong một nửa số đó. Như vậy bà cụ bị phình máu não mà đã được can thiệp, tức là sau khi một là phát hiện nó chưa vỡ, hai đã vỡ rồi, người chụp mạch máu xoay nền phát hiện ra cái phình mạch máu não, thì chúng tôi như vậy là dùng cái coi, cái cuộn kim loại nút nó vào. Đấy. Đây là một trong bốn biến chứng của chảy máu di nhảy là vỡ tái phát, thì chúng tôi làm được cái đó. Thứ hai là từ chỗ vỡ tái phát như thế thì gây ra nhiều máu não, nhưng bà cụ đã qua cơn đó rồi. Cái rối loạn nước điện giải thì cũng qua rồi. Thế bây giờ như vậy là có còn một biến chứng nữa là uống thủy não. Thế nhưng mà tôi tin chắc là bà cụ không có những cái triệu chứng vừa rồi chúng tôi nói. Tức là cái nguyên nhân vỡ tái phát chúng tôi đã làm được rồi. Tức là nút được cái phình mạch ra rồi, đúng không? Đấy. Thế thì cái khả năng vỡ tái phát là hiếm xảy ra. Nên 6 tháng 1 năm chụp lại kiểm tra xem là cái túi phình đã được nút đầy chưa. Tại vì nó có hiện tượng tái phình. Đấy. Thế thì cái kiểm tra cái đó là phải kiểm tra ở những cái nơi mà triển khai được nút túi phình. Bà cụ nút ở bệnh viện nào thì nên 6 tháng hoặc 1 năm chắc chắn là các bác sĩ có hẹn bà cụ đến đó để kiểm tra lại xem có túi phình hay không. Còn bây giờ thì vỡ phình mạch máu não thì cái
cái dùng cái Nattopad ấy thì chính là đấy là để phòng huyết khối chứ không phải là phòng vỡ mảnh máu não. Đấy. Thế thì cái dùng Nattopad ở trong trường hợp này ấy, thì cũng không cần thiết. Vì ở đây là bệnh chảy máu não chứ không phải là bị nhồi máu não. Nhưng có ý thứ hai, nếu các bác sĩ có chỉ định thì bên cạnh cái phình máu não đã vỡ mà đã nút được rồi thì bây giờ vẫn có thể có nguy cơ là nhồi máu não hay tắc mạch não. Thì nếu kiểm tra ở những cơ sở chắc chắn là không còn tuyến phình nữa, không có cái nguy cơ đe dọa chảy máu não nữa thì vẫn có thể dùng Nattopad được với cái liều duy trì là từ 4 đến 6 viên hoặc là 2 đến 4 viên. Và từng đợt một, mỗi đợt 1-2 tháng. Tức là bệnh nhân bà của bạn Hoàng Lâm thì có thể nếu mà cần thiết thì vẫn có thể dùng Nattopad để phòng ngừa, đúng không ạ? Và câu hỏi thứ hai là câu hỏi của bạn Minh Thủy ở Hòa Bình ạ. Bạn có hỏi là mẹ tôi năm nay 79 tuổi, cách đây 3 năm bà bị tai biến. Mẹ tôi đã đi khám và tuân thủ thực hiện theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ và đồng thời kết hợp với uống Nattopad để hỗ trợ điều trị, thì thấy phục hồi tốt ạ. Xin và bạn có hỏi là mẹ tôi dùng Nattopad cùng với cả thuốc huyết áp có được không? Ý bạn muốn hỏi Nattopad với các thuốc huyết áp thông thường. Diễn biến của bà cụ tức là đã bị đột quỵ rồi, không? Mà có tăng huyết áp. Đấy. Thế thì đột quỵ tôi vừa nói trên ấy là có hai thể, một là chảy máu, thì chúng ta không dùng Nattopad, mà chảy máu phải điều trị theo phác đồ chảy máu não. Còn nhồi máu não thì trong đó có thể có huyết khối, là huyết khối hoặc là có tắc mạch, thì những trường hợp đó chúng ta chỉ định dùng Nattopad. Bà của bạn, mẹ của bạn như vậy có đột quỵ não cũ thì phải điều trị theo hướng phòng tái phát, thứ hai là phòng tăng huyết áp, không được để cho huyết áp tăng quá cao, tăng huyết áp cao cao có thể gây chảy máu não hoặc có thể gây nhồi máu não. Thế còn nếu là nhồi máu não thì bạn nên dự phòng bằng thuốc tăng huyết áp và cộng với Nattopad theo như bạn đang dùng. Mẹ của bạn thì hoàn toàn có thể sử dụng được theo cách của bác sĩ đã khuyên dùng. Còn câu hỏi thứ ba từ bạn Đỗ Thị Lý ở Đắk Lắk ạ. Cách đây 5 tháng chồng tôi có bị đột quỵ dẫn tới yếu tay và chân bên trái, thỉnh thoảng thì tê tê ở một phần miệng và lưỡi. Chồng tôi thì dùng Nattopad đã để hỗ trợ điều trị thì thấy có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên thì tôi chưa thực sự hiểu về sản phẩm này và mong bác sĩ có thể cho biết thêm những thông tin cũng như các lộ trình điều trị để đạt hiệu quả tốt nhất được không ạ? Như trên tôi vừa trình bày tức là riêng chảy máu não chúng ta không dùng, mà chỉ có huyết khối hoặc là tắc mạch thì chúng ta có chỉ định dùng Nattopad để phòng tái phát. Nattopad là một cái sản phẩm từ thiên nhiên và có cái tác dụng làm cho ngăn cái cục máu đông tạo thành và đồng thời phân giải cục máu đông đã hình thành. Như vậy sau cái cơn tai biến thì chúng ta vẫn phải kiểm soát tốt cái nguy cơ mà gây đột quỵ, đặc biệt là cái tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, vân vân. Thế và chúng ta nếu là nhồi máu não hoặc là tắc mạch não thì cái chỉ định dùng Nattopad là đúng. Và mỗi liệu trình chúng ta nên dùng cỡ khoảng 2-3 tháng chúng ta nghỉ. Nếu dùng dự phòng thì từ 2-4 viên một ngày. Nếu dùng điều trị thì từ 4-6 viên. Sáng 2 viên, chiều 2 viên, tối 2 viên. Còn giai đoạn ngay dự phòng tôi nghĩ rằng là chị nên cho chồng của chị uống 4 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên, từng đợt một. Cảm ơn giáo sư ạ. Và tiếp theo lại tiếp tục là một câu hỏi của một khán giả, là khán giả Minh Tân ở Hà Nội. Khán giả này cũng hỏi về sản phẩm Nattopad ạ, trong dự phòng đột quỵ não ở bệnh nhân tăng huyết áp ạ. Tình huống mà bạn đưa ra là bạn có chia sẻ là bố tôi năm nay 50 tuổi, có huyết áp là 180/90 mm thủy ngân và đang dùng thuốc hạ huyết áp. Tôi nghe nói thì tăng huyết áp dễ dẫn tới đột quỵ não và đã mua Nattopad về cho bố tôi uống và cùng với cả các thuốc hạ huyết áp khác. Và đến nay thì bố tôi đã uống được 3 tháng rồi, thấy huyết áp ổn định hơn. Xin hỏi là bố bạn có thể sử dụng cái sản phẩm này lâu dài được không? Đúng như vậy. Huyết áp là nguy cơ chính gây đột quỵ não. Tăng huyết áp không những gây đột quỵ não mà còn nhồi máu cơ tim, tổn thương thận và tổn thương mạch nội vi. Bố bạn năm nay rất trẻ đúng không? Như vậy là mới 50 tuổi mà đã bị đột quỵ não rồi, có nghĩa là đột quỵ não của người trẻ, trung niên. Thế thì bây giờ muốn phòng thì bên cạnh cái điều chỉnh huyết áp về mức bình thường, thế nào là bình thường? Dưới 140 mm thủy ngân đối với huyết áp. Và nếu có đái tháo đường thì người ta khuyên là nên đưa huyết áp
về dưới hoặc bằng 130 trên 80 mét trên giây, và kết hợp với các cái thuốc khác chống huyết áp tiểu cầu và chống cái tăng mỡ máu nếu có rối loạn lipid máu, và bạn chọn cái Natopet để dùng kết hợp thì thực tế đó là một cái liệu pháp tương đối tốt. Mừng bạn đã có một phương pháp điều trị tốt cho bố mình. Và câu hỏi tiếp theo là của bạn Văn Hồng ở An Giang. Bạn tiếp tục là một câu hỏi dành cho bà. Bạn có nói là bà tôi năm nay 80 tuổi bị bệnh tăng huyết áp đã lâu năm. Vài tháng trước thì đã đi khám, bác sĩ cho biết là có nguy cơ bị đột quỵ não. Do đó do có màng xơ vữa ở có thể bong ra gây tắc nghẽn mạch máu, và có tư vấn là cho bà tôi uống Natopet. Và tôi uống đến nay đã được gần 4 tháng thì thấy hiện tượng choáng váng, tim đập nhanh và không còn tim đập nhanh không còn nữa. Và bệnh khán giả có hỏi là uống Natopet lâu dài thì bà tôi có thể dự phòng được đột quỵ hay không? Cụ 80 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, có tiền sử vỡ xương mạch mà đã bị đột quỵ rồi thì cái liệu pháp tốt nhất hiện nay là kiểm soát huyết áp bằng thuốc hạ huyết áp, hạ mỡ máu bằng nhóm statin tôi vừa nói, Lopit hoặc là Nipantin hoặc là Lipitor, và kết hợp với thuốc chống ức chế kết hợp tiểu cầu, rẻ nhất là aspirin hoặc clopidogrel, và lại kết hợp với Natopet thì rất tốt. Và liệu trình tôi vừa nói tức là điều trị thì cứ khoảng 2-3 tháng ta nên nghỉ một đợt, sau đó tiếp tục điều trị. Và nhớ rằng là điều trị huyết áp phải suốt đời, hạ mỡ máu và nhóm dùng statin chống kết hợp tiểu cầu cũng phải suốt đời. Điều trị bệnh tăng huyết áp cũng như là phòng ngừa tai biến của nó cần một thời gian dài, đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo là của bạn An Duy ở Bình Dương ạ. Bạn có hỏi là thưa bác sĩ, sau khi bị tai biến mạch máu não cách đây 2 năm thì mẹ bạn có các biểu hiện như là nói chậm này, đi lại khó khăn. Đến nay thì nhờ sử dụng Natopet thì sức khỏe của mẹ đã cải thiện và bạn ấy rất là mừng. Và ngoài ra thì bạn ấy nghe nói là đã có nhiều công trình nghiên cứu lâm sàng về sản phẩm Natopet, và bạn rất là muốn phó giáo sư có thể nói rõ hơn cho bạn biết thêm về cái thông tin nghiên cứu của cái sản phẩm này, đúng không ạ? Sản phẩm Natopet cũng có mặt trên thị trường hàng chục năm nay rồi, đúng không? Và đã có những công trình nghiên cứu ví dụ ở viện bên 108, viện 103, viện Bạch Mai chứng minh thấy rằng là cái hiệu quả của cái Natopet dự phòng và điều trị đối với đột quỵ nhồi máu não tốt. Vì vậy là nếu là những bệnh nhân bị nhồi máu hoặc là bị huyết khối, bị tắc mạch thì chúng ta nên dùng Natopet theo cái liều liều điều trị từ 4 đến 6 viên một ngày, liều dự phòng 24 viên một ngày, và từng đợt 2-3 tháng nó sẽ lại nghỉ. Và nhớ là định kỳ phải kiểm tra đến bệnh viện kiểm tra bác sĩ có lời khuyên. Khán giả cũng hoàn toàn có thể yên tâm về sản phẩm của Natopet đã được nghiên cứu. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Mỹ Trâm ở Long An. Và câu hỏi là bà bị cao huyết áp đã được gần hơn 4 năm nay và vẫn duy trì dùng thuốc tây thường xuyên. Huyết áp hiện tại của bạn là 145/95mm thủy ngân. Bạn thường xuyên bị mất ngủ và đau đầu. Bản thân bạn dùng thuốc tây cũng thấy rất khó chịu, mất ngủ thường xuyên. Cũng dùng thêm một số sản phẩm từ thiên nhiên như Natopet thì thấy có hiệu quả. Nhưng mà bạn rất là vẫn phân vân về tác dụng và hiệu quả của các sản phẩm này. Và xin bác sĩ có thể tư vấn cụ thể hơn về tác dụng của Natopet cũng như là về cách điều trị và sinh hoạt để tránh tình trạng mất ngủ như bạn có ạ. Trên nền một ca tăng huyết áp thì tôi vẫn nói là phải điều trị thuốc tây, có thể kết hợp với một số thuốc đông y để kết hợp điều trị tăng huyết áp, nhưng cái thuốc tây vẫn là chính, và chúng ta nên đưa cái con số huyết áp về dưới 140/80 m/ngân, và lý tưởng nhất là về mức 120/130 m/ngân. Đấy là điều trị tăng huyết áp. Thế còn như vậy là các triệu chứng khác mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ, nó là một cái triệu chứng của nhiều bệnh. Dùng Natopet chỉ có tác dụng dự phòng và điều trị tạo thành cái cục máu đông, tạo thành huyết khối, và như vậy là tiêu cục máu đông. Thế cái sản phẩm này đã được nghiên cứu được rất nhiều cái đề tài trong và ngoài nước, thấy rằng là cái tác dụng Natopet có tác dụng trong điều trị cái nhồi máu não kết quả tốt. Thì bạn cứ tiếp tục dùng với kết hợp với cái thuốc chống tăng huyết áp, và phải định kỳ đi khám chuyên ngành về tim mạch, về thần kinh,
để dự phòng các nguy cơ khác có thể gây nên cái đột quỵ tái phát. Kết hợp với việc sử dụng các sản phẩm để phòng người HPV thì bạn cũng phải giữ được một chế độ sinh hoạt như là lúc đầu giáo sư chia sẻ đã, ít các chất béo thôi đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo là của bạn Quang Hưng ở Thái Bình ạ. Thì vợ tôi năm nay năm 2 tuổi bị bệnh mất ngủ và huyết áp cao. Trong thời gian khoảng 6 tháng trở lại đây thì vợ tôi có tiền sử bị tiền đình. Chúng tôi cũng đã đi khám và đã điều trị nhiều nơi, tuy nhiên thì kết quả rất hạn chế và có chiều hướng sức khỏe vợ tôi xuống đi. Tôi rất lo lắng và về tình trạng này kéo dài và có thể dẫn tới tai biến mạch máu não nên đã cho vợ tôi sử dụng sản phẩm Natopet để dùng thì thấy huyết áp đã ổn định hơn và các triệu chứng đau đầu mất ngủ đã giảm dần. Vậy khán giả có hỏi là vợ tôi muốn sử dụng các thuốc an thần thì có sợ gây ra phản ứng với Natopet hay không? Cái triệu chứng chính ở cái hội chứng tiền đình ấy, thì có thể nằm trong cái thiểu năng tuần não, nằm trong cái vữa sơ động mạch, nằm trong cái tăng huyết áp, nó gây triệu chứng chóng mặt, bồng bềnh, chúng ta vẫn gọi là hội chứng tiền đình. Thế thì như vậy là cái hội chứng tiền đình này muốn điều trị nó thì ta phải điều trị nguyên nhân chính của nó, có phải vữa sơ động mạch hay không, có phải tăng huyết áp hay không, có phải cái hạn chế dòng máu nuôi tuần hoàn não sau hay không, hẹp động mạch đốt sống thân nền, vân vân. Thì đấy là rất nhiều nguyên nhân có thể gây nên cái thiểu năng tuần hoàn não và đặc biệt là hội chứng tiền đình. Thì vậy là muốn điều trị hội chứng tiền đình thì bên cạnh điều trị nguyên nhân thì chúng ta có thể dùng những cái thuốc đông y hoặc là cái sản phẩm mà chúng ta vẫn nói Natopet để kết hợp với làm cho cái dòng máu lưu thông nó tốt hơn, tránh cái cục tắc dự phòng tốt hơn thì nó sẽ giảm được cái triệu chứng trong đầu đầu. Nhưng tôi nhắc lại vẫn phải tìm nguyên nhân nó là cái gì để kết hợp với cái điều trị thuốc Tây y và thuốc Natopet thì mới có hiệu quả. Những cái thuốc khác đau đầu mất ngủ chúng ta có thể dùng kết hợp. Rất nhiều sản phẩm về đông y có thể điều trị cái mất ngủ, cái lo âu, cái trầm cảm, nên chúng ta kết hợp được, không sao cả. Cảm ơn phó giáo sư cho những giải đáp thắc mắc cho khán giả. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Ánh Ngọc của Hưng Yên ạ. Bạn có hỏi là ba cháu năm nay 67 tuổi đã bị huyết áp cao và dẫn tới tai biến mạch máu não, bị liệt nửa người bên trái từ năm 1997 đến nay. Và trong thời gian đó thì ba cháu sử dụng nhiều phương pháp nhưng thấy không có tiến triển lắm. 6 tháng trở lại đây, ba cháu chuyển sang sử dụng Natopet thì thấy có dấu hiệu cải thiện đáng mừng. Tuy nhiên thì những cử động được tay đã có cảm giác hơn. Bác sĩ có thể cho cháu biết được là ba cháu bị tai biến nhiều năm như vậy thì có thể sử dụng Natopet thì liệu có phục hồi được các di chứng hay không? Những cái câu hỏi trên các bạn vừa nêu thì đều thấy rằng là tăng huyết áp gây nên đột quỵ. Cho tôi nói là tăng huyết áp là nguy cơ số 1 gây đột quỵ não. Đã bị đột quỵ não rồi thì tỷ lệ tử vong tương đối cao, khoảng 23%. Còn lại là trợ giúp một phần trong công việc. Thế bây giờ muốn phòng cái đó thì chúng ta phải điều trị các yếu tố nguy cơ mà chúng ta vẫn gọi phòng bệnh cấp 2. Có tăng huyết áp phải điều trị tăng huyết áp, có tăng mỡ máu thì tăng mỡ máu, có đái tháo đường thì đái tháo đường. Thì bên cạnh điều trị yếu tố nguy cơ như vậy thì chúng ta có thể kết hợp rất nhiều thuốc để mà phòng người ta phát lần hai. Nếu tái phát đột quỵ lần hai thì tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều và di chứng cao hơn nhiều. Vì vậy chúng tôi mới nói là trong điều trị thì có dự phòng, đấy là phòng cấp 2. Bây giờ muốn mà trở lại được cái cuộc sống bình thường thì thuốc thang là một phần, điều trị yếu tố nguy cơ một phần, trong đó có cái Natopet để chống tái phát, ăn uống một phần, hạn chế mỡ động vật, thế rồi hạn chế những cái thức ăn tăng cholesterol máu, đấy, rồi tập luyện, tức là ăn uống, tập luyện, thuốc, đó là ba chân kiềng để cái điều trị cái dự phòng tái phát. Cho tôi nghĩ rằng là bác nên đi khám định kỳ các bác sĩ và điều trị như chúng tôi vừa khuyên, tức là tập luyện, ăn uống thuốc men hợp lý thì sẽ chống được tái phát. Và trong đó bạn có nêu là có dùng Natopet thấy có tác dụng thì tôi thấy rằng điều đó rất tốt thôi. Nhiều bệnh nhân rất là mến mộ cái sản phẩm này và điều trị thì thấy rằng là cái khả năng hồi phục, thế rồi cái khả năng tái phát
thấp hơn những bệnh nhân khác. Như bác sĩ vừa chia sẻ thì đối với bệnh tăng huyết áp cũng như là tai biến mạch não thì chúng ta cần phải dự phòng và điều trị. Vậy thì có rất nhiều cái thính giả cũng thắc mắc là về cách điều trị, thì xin bác sĩ có thể chia sẻ thêm một vài cái thông tin về một số địa chỉ điều trị và phòng ngừa tai biến mạch não hiện tại ở Hà Nội đúng không ạ? Hiện nay theo khuyến cáo của Hội đột quỵ Việt Nam và Bộ Y tế thì mỗi một tỉnh thành nên có một cái đơn vị đột quỵ, khoa đột quỵ, trung tâm đột quỵ để tư vấn điều trị cho bệnh nhân đột quỵ não. Thế còn những cái đơn vị mà không có, những cái tỉnh thành chưa có thì nên đến các cái khoa tim mạch, thế rồi chỗ hồi sức cấp cứu, rồi khoa thần kinh để cho các bác sĩ tư vấn điều trị giúp. Ở Hà Nội thì rất nhiều nơi, rất nhiều bệnh viện Hà Nội, rồi Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, đấy là những cái tỉnh thành lớn, thì những bệnh viện lớn đều có đơn vị đột quỵ, đều có cái khoa đột quỵ, trung tâm đột quỵ. Thì các bà con ở gần địa phương nào thì đến những cái khoa đột quỵ não này, trung tâm đột quỵ não này, nha, khoa thần kinh này, trung tâm tim mạch để các bác sĩ tư vấn điều trị dự phòng. Một là tránh biến chứng đối với não của tăng huyết áp, tránh biến chứng nhồi máu cơ tim của tăng huyết áp, tránh biến chứng thận của tăng huyết áp và tránh biến chứng các cái bệnh ngoại vi của tăng huyết áp. Thì tôi thấy rằng là đơn vị nào cũng có thôi, tỉnh thành nào cũng có thôi. Tiếp theo là một câu hỏi của bạn Đỗ Văn Sang ở Ninh Bình ạ. Bạn có hỏi là cách đây vài hôm tôi thấy choáng váng mặt mũi, bước đi không vững, mặt nóng bừng, buồn nôn. Hiện tôi cho rằng tôi bị trúng gió nhưng tôi đến bác sĩ đo huyết áp là 135mm thủy ngân, có dấu hiệu của huyết áp cao. Hiện nay thì tôi mới bắt đầu uống Natopet nhưng vẫn còn buồn nôn, người hơi choáng váng một chút. Và bạn có hỏi là bạn có nên uống Natopet như thế nào để cho nó hiệu quả? Cái triệu chứng choáng váng này có trong chủ bệnh. Thế bạn nói là huyết áp bạn 135 mà có triệu chứng tăng huyết áp thì cũng chưa đáng ngại lắm. Theo cái phân loại mới nhất, cái GC7 hiện nay thì là huyết áp từ 121 đến 139, người ta gọi là tiền tăng huyết áp. Đấy. Thế còn GC6 thì là phải huyết áp trên hoặc bằng 140 huyết thủy ngân tối đa mới gọi là tăng huyết áp. Thế thì 135 thì không phải là chưa phải tăng lắm. Thế bạn đừng có lo lắng về cái này. Nên đo huyết áp vào buổi sáng sớm, hai tay đấy, chia đôi, hoặc là nghỉ ngơi yên tĩnh 30 phút sau đo lại. Thế khi mà huyết áp trên 140 thì phải đáng ngại, nhưng 135 mà ở cái tuổi dưới 50 thì cũng không có gì đáng ngại lắm. Triệu chứng choáng váng có trong rất nhiều bệnh, có thể sau một đêm ta mất ngủ, sáng dậy loạng choạng đó. Thế giờ cái từ trúng gió thì thực tế là trúng phong, nếu đông y gọi là trúng phong, đúng không? Thì trung phong thì người ta muốn chỉ đến là bệnh đột quỵ đấy, nhưng mà của bạn thì tôi nghĩ rằng không phải là trung phong, mà đây chỉ là một cái triệu chứng mệt mỏi, choáng váng, đau đầu thôi. Thế thì điều trị thì nên tìm nguyên nhân, tức là muốn phải đi khám các bác sĩ chuyên khoa tìm nguyên nhân. Thế còn bạn muốn dùng Natopet để phòng thì tôi nghĩ cũng không có gì là có lợi, không có gì là hại, vì cái thuốc này thuốc dễ kiếm, rẻ tiền, phòng và chữa đột quỵ nhồi máu não rất tốt. Liều thì có thể là không cần đến 4 viên mà cần 2 viên, uống hàng ngày từng đợt xem cái triệu chứng chứ nó cải thiện không đấy. Chứ còn không phải là vì chứng choáng váng là triệu chứng đột quỵ. Tôi vẫn khuyên bạn là nên đi khám các bác sĩ để các bác sĩ xem là cái triệu chứng đó thuộc cái gì. Có thể ta thiếu máu, nó cũng choáng váng, ta đang ngồi xuống đứng dậy thì vẫn thấy loạng choạng, đấy là hạ huyết áp thấy đứng, vân vân. Nó có nhiều cái triệu chứng mà gây nên choáng váng, chứ không phải cái đó là triệu chứng của đột quỵ. Vậy bạn vẫn còn trẻ và có nguy cơ bị tăng huyết áp đúng không ạ? Thì xin phó sư có thể giúp bạn một vài cái lời khuyên về cách ăn uống hay là chế độ tập luyện để phòng ngừa bị tăng huyết áp đúng không ạ? Ăn uống thì như trên chúng tôi vừa nói, hạn chế ăn mỡ lợn, hạn chế ăn nội tạng của động vật, tiết canh nằm lợn, khoái khẩu ta không nên ăn. Đảm bảo như vậy để giữ mức cân. Nếu cân hàng tháng mà thấy nó tăng cân thì phải giảm chế độ ăn.
Thứ hai là một cái vấn đề rất quan trọng, tôi muốn nói là tập luyện rất quan trọng, tập được thể thao vừa sức của mình, mỗi ngày tối thiểu khoảng dành 30 phút tập luyện thể dục thể thao, những cái môn bạn ưa thích. Thế cho nên là ăn uống này, tập luyện thể thao này, kiểm tra sức khỏe định kỳ này, nếu có triệu chứng của bệnh thì chúng ta phải điều trị. Thì đó là cách phòng ngừa tốt nhất các bệnh nói chung chứ không phải chỉ riêng tăng huyết áp, quý không phải riêng đột quỵ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Thanh Sơn ở Đông Anh, Hà Nội ạ. Bạn có hỏi là thưa phó giáo sư, trên một số trang mạng gần đây thì cháu được chia sẻ một số phương pháp sơ cứu người bị tai biến bằng cách đặt bệnh nhân nằm bất động rồi lấy kim có hơi qua nửa để sát trùng chọc vào 10 đầu ngón tay rồi nặn ra một ít máu, ngoài ra còn trích bóp một chút máu ở cả hai huyệt ở trên mang tai. Cháu muốn hỏi là phương pháp này có cơ sở y học gì không và có nên áp dụng cho những các trường hợp có triệu chứng bị tai biến hay không? Rất cảm ơn bạn. Đây là một trong những phương pháp điều trị của các nhà bác sĩ đông y. Tôi là bác sĩ Tây y cho nên là chúng tôi cũng không có lời khuyên gì đối với phương pháp này. Nhưng theo cấp cứu của Tây y thì chúng tôi không làm theo kiểu đó. Nếu bệnh nhân có các triệu chứng của đột quỵ não, tự nhiên thấy mù mắt, tự nhiên thấy méo miệng, tự nhiên thấy nói khó, tự nhiên thấy tê yếu hại chân tay, thì lập tức như vậy là để bệnh nhân nằm tại chỗ không có tác động gì đặc biệt. Nếu bệnh nhân nôn thì để đầu hơi cao và quay mặt về bên để khỏi chất nôn trào ngược vào cái đường thở. Không bấm huyệt, không cạo gió, không làm những cái gì đặc biệt khác mà nhanh chóng như vậy đưa bệnh nhân đến một cơ sở y tế gần nhất, đó là khoa tim mạch, đó là khoa thần kinh, đó là khoa hồi sức cấp cứu để chẩn đoán, phân loại, điều trị bệnh nhân. Chứ còn cái trích rạch máu ở đầu ngón tay thế rồi ở tai thì chúng tôi không có kinh nghiệm vấn đề này thì đề nghị bạn hỏi các chuyên gia đông y. Các quý vị khán giả muốn hỏi về Tây y thì sẽ được phó giáo sư giải đáp rõ hơn ạ. Câu hỏi thứ hai là của bạn Trần Thị Thu Trang ở An Tịnh. Bạn có hỏi là tôi năm nay 36 tuổi, bị cao huyết áp từ 9 năm, tức là từ năm 2008 và đã đi khám bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy. Mỗi ngày tôi uống một viên nhưng thời gian gần đây tôi thấy mình hay tức ngực. Hiện tại thì tôi đang có em bé được 19 tháng tuổi, vẫn còn bú mẹ nên lượng thuốc uống hạn chế vì sợ ảnh hưởng tới bé. Vậy xin bác sĩ có thể tư vấn thêm giúp cho khán giả là khán giả nên phải làm gì để uống thuốc huyết áp đúng liều mà không ảnh hưởng gì tới em bé đang bú ạ? Bạn mới hơn 30 tuổi mà đã tăng huyết áp 9 năm. Thì tôi nghĩ là chắc chắn bạn phải đến tìm đến một cái cơ sở y tế cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh để tìm xem là tăng huyết áp đây là bệnh tăng huyết áp hay là nguyên nhân tăng huyết áp. Bây giờ bạn đang nuôi cháu nhỏ đấy. Thế thì giữa hai lợi ích, một là cái lợi ích là điều trị huyết áp để khỏi cái tai biến, và hai là vẫn cho con bú đấy. Thế thì uống thuốc huyết áp phải đạt được cái giá trị huyết áp về dưới 140. Một loại mà không hạ được thì phải hai loại không hạ được phải ba loại, tức là phải theo chỉ dẫn của bác sĩ tim mạch. Thế bây giờ chỉ có bằng cách là muốn bảo vệ toàn được tính mạng của mình, muốn khỏi ảnh hưởng cái biến chứng tăng huyết áp thì mình phải điều trị tăng huyết áp. Thế còn cháu nhỏ thì tôi nghĩ rằng rất đơn giản, có biện pháp sữa mẹ rất tốt đúng không, nhưng với điều kiện tức là người mẹ bình thường. Thế người mẹ mà có bệnh phải điều trị thì tôi nghĩ là phải nuôi cháu bằng hôm khác. Vì chúng ta có rất nhiều phương pháp để nuôi trẻ mà chúng ta còn nuôi bộ đấy đúng không. Thế thì cứ phải là mình lại không điều trị huyết áp hoặc không đúng liều để nó tăng rồi nó đột quỵ thì rất nguy hiểm cho bạn và tương lai của cháu nhỏ. Cho nên tôi nghĩ là bạn nên đến bác sĩ tim mạch để các bác sĩ khám và điều chỉnh thuốc huyết áp trở về mức bình thường. Còn cháu bé thì nên chuyển nuôi cháu bé bằng phương khác. Ở đây thì chị có chia sẻ thì bé nhà chị đã được 19 tháng tuổi rồi thì chị có thể cai sữa cho bé và thế thì bú hơi lâu đấy, tập trung vào điều trị bệnh tăng huyết áp của mình. Câu hỏi thứ ba là của bạn Đức Sơn ở Phương Liệt ạ. Bạn có hỏi là
cháu xin hỏi giáo sư là bố cháu năm nay 68 tuổi, tiền sử bị huyết áp cao và đã bị chảy máu não một lần vào năm kia. Hiện nay thì bố cháu ăn uống và đi lại được, tuy nhiên thì do di chứng lúc chảy máu não từng bị liệt nửa người nên hiện giờ chân và tay bên phải có cứng, bàn chân thì phù, đi lại khó khăn. Vậy xin phó sư cho biết là làm thế nào để bố cháu có thể điều trị đi lại tốt hơn và đặc biệt là phòng tránh được những lần sau nữa. Và bạn có hỏi thêm nữa là liệu là bố bạn có cần phải uống viên an cung ngưu hoàn toàn 3 tháng một viên để phòng tránh không? Xin phó sư để giải đáp cho khán giả. Bố bạn như vậy là bị tăng huyết áp, đã bị chảy máu não và bây giờ thì để lại di chứng. Tôi tin chắc là cái tay sẽ hơi gấp và cái chân thẳng và đi và tép. Đấy, đó là cái tư thế di chứng xấu của đột quỵ não. Muốn cải thiện, muốn điều trị được cái di chứng này ấy, thì bây giờ các trung tâm phục hồi chức năng điều trị có hiệu quả. Bạn ở Hà Nội, bạn lên đến cái chỗ trung tâm phục hồi chức năng của Bạch Mai. Ở đấy có rất nhiều phương tiện, máy móc, phương pháp tập luyện, thuốc để điều trị. Ở đó tôi biết là tiến sĩ Khanh cũng đang dùng cái thuốc Dysport để điều trị co cứng cơ. Chắc chắn ông cụ bị co cứng cơ rồi. Thế bây giờ cái thuốc này có thể tiêm để cho nó mềm cơ và tập luyện. Tiêm sau để mềm cơ và tập luyện. Cho nên là cái tập luyện rất quan trọng. Còn những cái thuốc khác để phòng tái phát, nếu có tăng huyết áp thì tăng huyết áp, nếu có rối loạn mỡ máu thì rối loạn mỡ máu, nếu có rối loạn về đường huyết thì tăng đường huyết, tức là điều trị những yếu tố nguy cơ có thể gây tái phát. Còn bây giờ điều trị cái di chứng của đột quỵ thì phải đến các trung tâm phục hồi chức năng, ở đấy người ta có dụng cụ tập, người ta có bác sĩ tập, người ta có thuốc men để điều trị có thể giảm được, bớt được phần nào. Như vậy thì bố bạn cần phải đến các cái trung tâm để tập luyện và phục hồi chức năng. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Trần Thị Quế ở Sơn La. Bạn câu hỏi là: tôi có người thân bị mắc bệnh cao huyết áp lâu năm. Vài ngày trước thì có đi khám sức khỏe định kỳ, phát hiện có triệu chứng mắc bệnh tai biến mạch máu não do các mảng xơ vữa có thể bị bong ra, gây tắc nghẽn mạch máu và cũng phát hiện là có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim. Vậy kính mong bác sĩ có thể hướng dẫn cách phòng ngừa, điều trị cũng như là nơi chữa trị. Và rất cảm ơn bác sĩ. Bạn ở Sơn La thì tôi nghĩ rằng là bệnh viện Đa khoa Sơn La cũng có rất nhiều các chuyên ngành, các bác sĩ chuyên khoa về tim mạch, về đột quỵ giỏi, thì có thể khám tại bệnh viện Sơn La. Và nếu có điều kiện thì bạn nên xuống Hà Nội, bệnh viện 103, 108, Bạch Mai, v.v. Đấy là những cái cơ sở mà có thể khám chẩn đoán tốt. Theo thông tin bạn nói, tức là bố bạn có vữ xơ động mạch, không? Thế rồi có cái tai biến cũ. Thế thì bây giờ chúng ta phải điều trị. Một là có tăng huyết áp thì tăng huyết áp. Thứ hai là phòng chống cái mảng vữa xơ hoại tử bong ra rồi gây ra nhiều máu nơi khác, thì chúng ta phải dùng cái nhóm hạ mỡ máu statin. Đấy, nhóm statin đó là Lipitor, đó là Nifantin, đó là Dopit. Thế và chúng ta có thể kết hợp với aspirin. Đấy, và thuốc chống tiết tiểu cầu Clomidogren. Và đặc biệt trong trường hợp này chúng tôi nghĩ là kết hợp với Natopet rất tốt để phòng chống hình thành mô đông, phòng tiêu của mô đông, mà cái mô đông được hình thành trên bề mặt của mảng vữa xơ. Vâng ạ, như vậy thì khán giả đã vừa nghe những cái lời khuyên của bác sĩ về cách phòng ngừa cũng như điều trị. Vậy câu hỏi tiếp theo xin gửi đến phó giáo sư là: một bạn ở Đức Sơn, tiếp tục là bạn Đức Sơn có gửi tới là: thưa phó giáo sư tiến sĩ, tôi năm nay 40 tuổi, cách đây 2 năm huyết áp tăng 190/110, tê cứng cả toàn thân, trong một tháng phải đi cấp cứu 3 lần và khi vào viện xét nghiệm thì bị tụt kali, còn mọi thứ thì vẫn tốt. Từ đó đến nay thì mỗi ngày uống một viên Enalapril 10mg, đạp xe đạp 20km hàng sáng thì giờ huyết áp đã ổn định ở 130/80.
Nhưng mà gần đây thì đến tầm 3 giờ sáng thì thấy khó chịu trong người do huyết áp, lúc đó đo được thì là 145/90. Trước ngày thay đổi thời tiết như là những ngày bão gió vào mùa đông bắc thì thấy mệt và đau đầu, huyết áp tăng. Vậy xin bác sĩ có thể cho lời khuyên để đi khám ở đâu và khám những gì? Huyết áp mà của bố bạn mới đưa về 150/90 có nghĩa chưa đạt yêu cầu. Ta điều trị huyết áp tức là phải đưa con số huyết áp về dưới về mức bình thường, tức là dưới 140. Đặc biệt những người bị tăng huyết áp thì khi thay đổi thời tiết thì thay do mùa đông bắc hoặc là mưa hoặc là bão thì đó nó như là một cái cây dự báo thời tiết ấy. Thì thấy người mệt mỏi, đau nhức cơ thể, mệt mỏi, đau đầu chóng mặt thì đó là những cái triệu chứng có thể là báo hiệu đó, báo hiệu tái phát đó. Cho nên phải đi khám định kỳ để xem những cái yếu tố nguy cơ tôi vừa nói trên, đường huyết có tăng không, mỡ máu có tăng không. Đấy. Thế rồi như vậy là các yếu tố nguy cơ khác có thể gây nên đột quỵ tái phát. Còn khám ở đâu thì các bạn ở tuyến tỉnh thì nên tốt nhất là phải đến bệnh viện đa khoa tỉnh, đến nơi gần nhất. Còn nếu mà muốn kiểm tra đối chiếu chính xác hơn thì có thể về các tuyến bệnh trung ương. Nhưng tôi khuyên là không phải bệnh nhân nào của tất cả các tỉnh cũng về trung ương, hiện nay đang quá tải rất là nhiều. Những cái bệnh đơn giản như thế, những cái bệnh mà phổ thông như thế thì tôi nghĩ bệnh viện đa khoa tỉnh là các bác sĩ giải quyết tốt lắm rồi. Vì các bác sĩ đều được đào tạo ở các cái trường y có uy tín, phác đồ điều trị là thống nhất. Đấy, và hàng tháng hàng năm để có được tập huấn, tập luyện, bồi dưỡng thêm kiến thức. Tôi nghĩ rằng là nên đến các bệnh viện đa khoa tỉnh là có thể giải quyết được vấn đề. Các bác sĩ chuyên khoa về tim mạch, về thần kinh, về đột quỵ sẽ cho các lời khuyên cụ thể. Đấy, và tôi vẫn nhắc là bố bạn điều trị huyết áp như thế là chưa đạt yêu cầu. Đó. Chúng ta có thể dùng một thuốc, có thể dùng hai thuốc, có thể dùng ba thuốc, nhưng luôn luôn phải đưa con số huyết áp về dưới mức bình thường, tức là dưới 140/80 mmHg. Vậy là yếu tố thời tiết cũng có ảnh hưởng đến huyết áp rất là nhiều và tăng nguy cơ bị tái phát, bị tăng huyết áp nhé. Và câu hỏi tiếp theo là của bạn Khắc Long ở Tuyết Quang. Bạn có hỏi là vợ tôi năm nay 58 tuổi, từ trước không bị cao huyết áp nhưng mà bị tiểu đường 6 năm. Đến tháng 2 năm 2014 thì huyết áp tăng từ 165/95 và ngày 15 tháng 3 lại tăng trở lại và phải đi điều trị. Bị chóng mặt, nhức đầu và rất mệt kéo dài. Vừa uống thuốc tiểu đường và vừa uống thuốc cao huyết áp thật là khó khăn. Thưa bác sĩ là vợ tôi có phải bị biến chứng sang cao huyết áp hay không? Và bạn băn khoăn là cao huyết áp có phải là biến chứng của bệnh tiểu đường hay không? Các cái bệnh này thì nó liên quan mật thiết với nhau, nó như vòng xoắn bệnh lý này. Đấy. Tăng huyết áp là nguyên nhân, vữa sơ động mạch là nguyên nhân tăng huyết áp, đái tháo đường cũng là góp phần tạo nên vữa sơ động mạch. Đấy, như vậy nó là cả một cái chu trình, một cái vòng bệnh lý. Thế thì như vậy là chúng ta điều trị tổng thể. Anh có rối loạn lipid máu thì điều trị giảm lipid máu xuống, có tăng huyết áp phải giảm huyết áp xuống, có đái tháo đường phải giảm xuống. Một bệnh nhân thậm chí phải uống 2, 3, 4 thứ thuốc nếu anh có nhiều bệnh. Và cái uống thứ thuốc này thì ngoài tác dụng điều trị ra nó còn tác dụng phụ, có thể gây mệt mỏi, có thể gây chán ăn, có thể gây buồn nôn, vân vân. Thế thì như vậy tốt nhất bạn vẫn phải như vậy là dùng các thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Thế. Và khi đi khám định kỳ thì có báo lại bác sĩ là tôi dùng trong thời gian này nó có những biến chứng tác dụng phụ như này, thì để nhận được lời khuyên bác sĩ có thể thay đổi thuốc, có thể giảm liều, có thể như vậy là một cái thay đổi cái phác đồ điều trị khác để bớt cái tác dụng phụ đi. Nhưng mà tôi xin nhắc lại là mới vừa bị đái tháo đường, vừa bị tăng huyết áp thì cái nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ não sẵn sàng thường trực nếu chúng ta không kiểm soát tốt được nguy cơ. Bệnh tiểu đường là một bệnh rối loạn chuyển hóa mà có rất nhiều các biến chứng cần phải phòng ngừa.
Thưa các bạn, vừa rồi Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hiện đã đưa ra những lời khuyên rất hữu ích cho nhiều độc giả, và các bạn nào hiện đang quan tâm tới chủ đề dự phòng đột quỵ não ở bệnh nhân tăng huyết áp thì hãy gửi câu hỏi thắc mắc của mình về cho chương trình bằng nhiều cách. Cách thứ nhất, có thể gửi câu hỏi về ô đặt câu hỏi cho có sẵn trong chuyên mục tư vấn giáo sư trên website tư vấn sức khỏe 24h.com.vn. Cách thứ hai, các bạn có thể chat giao lưu với các chuyên gia tư vấn đang online trên website. Cách thứ ba, các bạn có thể gọi điện về số điện thoại 043-775-7066 hoặc 083-977-0707. Sẽ có các chuyên gia y tế tiếp nhận câu hỏi và tư vấn sức khỏe cho các bạn. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Đỗ Văn Hỷ ở Bắc Ninh. Bạn hỏi là tôi năm nay 60 tuổi, đã từng bị tai biến mạch máu não một lần cách đây 2 năm. Từ đó đến giờ tôi thường mắc chứng hay quên. Nhiều khi nghĩ mãi rồi không nhớ ra chuyện gì mới xảy ra và không thể cố nhớ được nữa. Và bác này có hỏi là bác thấy cần phải khắc phục cái triệu chứng này như thế nào? Bác 60 tuổi, bác đã bị đột quỵ và bây giờ là hay quên. Điều đó là tất nhiên. Chúng tôi gọi là sa sút trí tuệ sau tai biến mạch não, tức là do tai biến mạch máu. Việc điều trị thì bên cạnh những thuốc dinh dưỡng bảo vệ tế bào não, ví dụ như là cerebrolidin, ví dụ như tanacam, ví dụ inotropin, để như vậy là cung cấp dinh dưỡng cho tế bào não để tăng cường lại trí nhớ. Ví dụ tanacam chẳng hạn, tăng cường trí nhớ rất là tốt. Cho nên là bác phải đi khám bệnh định kỳ và dùng thực đạt theo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa và luyện lại trí nhớ, chứ không có cách nào khác. Một là bác không bị tai biến. Có tuổi, các cụ già ta thì cứ hay quên, thế nhưng mà đó là cái tất nhiên, đó là sao chuyện tuổi già, thế sao chuyện tuệ ra mạch máu và nặng hơn nữa, nếu ta không chữa thì từ chỗ sa sút trí tuệ do con mạch máu này có thể dần tiến tới bệnh Alzheimer, là cái bệnh tức là quên sạch tên con cái vợ con, rồi quên những sự kiện trí nhớ dài trí ngắn, quên hết. Cho nên là bác bị cái rối loạn trí nhớ mà chúng tôi gọi là sa sút giảm trí nhớ do tai biến mạch não thì bác phải điều trị bệnh tai biến mạch não và điều trị ở những nguy cơ, và nên gặp các bác sĩ thần kinh để hướng dẫn cho bác điều trị định kỳ thì mới có thể phục hồi được trí nhớ. Thế là một phần là cái chứng suy giảm trí nhớ là cũng là do tuổi tác, do bệnh gây nên, và do tuổi tác cái bệnh gây nên. Câu hỏi tiếp theo là của khán giả Hồng Liên ở Bình Tân. Khán giả có hỏi là mấy hôm nay thời tiết giao mùa, tôi bị nhức đầu như búa bổ, thỉnh thoảng tôi cũng hay bị chóng mặt và đi đứng mất thăng bằng. Mỗi khi ngồi làm việc trên bàn giấy là tôi thấy nặng trong đầu, giống như người bị cảm nặng. Tôi đi kiểm tra huyết áp thì chỉ số có tăng nhưng không đáng kể, khoảng 140/90mm thủy ngân. Sau đó đi khám lại tại trung tâm y tế quận Tân Bình thì tôi được các bác sĩ chẩn đoán là thiểm năng tuần hoàn não. Hiện nay thì tôi đã 50 tuổi rồi, nhưng mỗi lần bị như vậy thì tôi thấy rất mệt mỏi và khó chịu. Đôi khi có cảm giác bồn chồn, lo lắng, và xin cho biết là tại sao tôi lại bị như vậy và bệnh có gây ra biến chứng nguy hiểm nào không? Xin cảm ơn. Thưa quý vị, là theo phân loại của Hội đau đầu quốc tế, chúng ta có 12 nhóm nguyên nhân gây đau đầu. Cho nên là đau đầu trước hết phải đến các bác sĩ khám xem đau đầu là nguyên nhân gì. Phụ nữ thì một cái bệnh rất hay gặp, thay đổi tiết đau đầu, căng thẳng tâm lý đau đầu, chu kỳ kinh đau đầu, đó là cái hay đau đầu là chúng tôi gọi đau đầu migraine. Thế thì chị nên đến khám các bác sĩ thần kinh. Tôi thấy rằng ở Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều khoa thần kinh, có rất nhiều chuyên gia giỏi. Chị nên đến khám ở bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh 115, thế rồi bệnh viện Đại học Y, bệnh 175, có rất nhiều các chuyên khoa thần kinh giỏi để người ta khám cho bệnh là cái đau đầu chị thuộc loại gì, từ đó mới có cách chữa. Thế và cái đau đầu như vậy, cái chóng mặt như vậy thì có thể nó cũng là một gợi ý của cái đột quỵ. Thế trong cái đột quỵ não thì nó có cái choáng váng, có cái đau đầu, có chóng mặt nếu bị tổn thương ở hệ tuần hoàn não sau. Vì vậy là khuyên chị hãy đến tìm các chuyên gia về thần kinh để khám phát hiện ra là chữa cái đau đầu,
Và nếu có các yếu tố nguy cơ của đột quỵ não, ví dụ như tăng huyết áp, ví dụ như tăng mỡ máu, ví dụ như là đái tháo đường, thì như vậy là các bác sĩ sẽ cho lời khuyên để chỉ phòng. Chị cũng không quá lo lắng là những triệu chứng đó gây nên đột quỵ não đâu, mà nó có trong rất nhiều bệnh khác nhau. Bệnh khán giả thì huyết áp của bác khán giả là 140-90 đúng không ạ? Vẫn ở mức có thể kiểm soát được. Nên cảm ơn phó giáo sư ạ. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Nguyễn Văn Hoán ở Quảng Ninh. Bạn năm nay sinh năm 93 và bạn bị tai biến mạch máu não do tắc nghẽn mạch máu não, huyết khối và cao huyết áp ạ. Sau mấy tháng điều trị ở bệnh viện thì tôi phục hồi dần, song đi lại vẫn khó khăn và vẫn bị cao huyết áp. Tôi vẫn uống thuốc hạ huyết áp và kiểm tra huyết áp hàng ngày và có uống các loại thuốc tuần hoàn não như Capitol, Nusirin và Aspirin PH8. Hàng năm thì tôi đi kiểm tra cholesterol bình thường. Nay thì tôi muốn dùng thêm Natopet, vậy có cần phối hợp Natopet với Aspirin PH8 và các thuốc tuần hoàn não khác không? Và đối với tôi thì Natopet có dùng liên tục suốt đời được không? Và cho tôi phát đồ điều trị thuốc này đối với các sản phẩm này. Và xin cảm ơn phó giáo sư. Bạn sinh năm 1993. Vâng, bạn, mà đã bị đột quỵ não rồi thì rất trẻ, dạ, đúng không? Thế tôi không hiểu là trước đây bạn bị chảy máu não, nhồi máu não theo cái giấy ra viện của bạn. Thì nếu là chảy máu não thì phần lớn là do vỡ tĩnh mạch hoặc là vỡ cái dị dạng động tĩnh mạch. Còn nếu là nhồi máu não thì đã quá sớm đối với bạn, vì bạn có tăng huyết áp, đúng không? Đấy. Thế thì bây giờ như vậy là bạn phải điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, đúng không? Nơi bạn đang cư trú. Thì nên đến khám định kỳ ở chuyên khoa tim mạch là một, chuyên khoa thần kinh là hai. Các bác sĩ sẽ cho bạn phác đồ điều trị cụ thể. Và nếu tìm được nguyên nhân thì chúng ta nên điều trị nguyên nhân. Vì cái rối loạn toàn não người trẻ này hiếm lắm. Cái tỷ lệ người trẻ là thế nào là người trẻ? Tức là các nước thì quy định là dưới 45 tuổi là người trẻ. Chúng ta thì dưới 49 tuổi là người trẻ. Thì từ 50-59 là trung niên mà. Thì dưới 49 tuổi trở xuống là người trẻ. Nhưng mà bạn sinh 93 thì năm nay mới có, như thế là 22 tuổi, đúng không? Mà đã bị đột quỵ não rồi thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn là có nguyên nhân, thì nên đến tìm các bệnh viện lớn. Nếu Quảng Ninh mà chưa làm được cái đó thì khuyên bạn sẽ ra các bệnh viện Hà Nội. Thế Bạch Mai 108/3 chúng tôi sẽ tìm nguyên nhân cho bạn xem là cái đột quỵ não đó là thể gì, chảy máu hay nhồi máu, và từ đó có cái điều trị cụ thể. Và chúng tôi vẫn mong muốn là sẽ gặp bạn vào ngày gần nhất để mà có thể khám xét, để đưa ra cái liệu trình điều trị cụ thể. Và cái cơ bản là tìm nguyên nhân, điều trị nguyên nhân. Và nếu không có, phải điều trị để chống tê phát. Chứ nếu bị bạn bị mắc lại lần hai, tôi nghĩ rằng là cái đe dọa tính mạng của bạn rất lớn đấy. Vậy thì khán giả hãy đi khám ngay các bệnh viện lớn để có thể có các phác đồ điều trị thay đổi khác. Câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Quang ở Nghệ An ạ. Chào bác sĩ, tôi năm nay 50 tuổi, bị tăng huyết áp 5 năm nay. Huyết áp của tôi hiện tại khoảng 140-150mm thủy ngân và thường xuyên không ổn định. Bạn tôi có nhiều người bị tăng huyết áp và bị tai biến nên tôi rất lo lắng. Hiện tại thì tôi chỉ điều trị thuốc bằng thuốc tây mỗi ngày một viên. Bác sĩ có thể tư vấn giúp tôi xem giúp tôi cách để huyết áp ổn định và phòng ngừa tai biến được không? Xin trọng cảm ơn. Bạn 50 tuổi và đã bị tăng huyết áp, thế nên chúng ta lại thấy rằng là tăng huyết áp rõ ràng là một nguyên nhân chính trong cái đột quỵ não. Thế bây giờ thì muốn phòng như thế nào? Một là phải điều trị huyết áp, đưa huyết áp về dưới mức bình thường. Ở tuổi 50 tôi nghĩ rằng là huyết áp của bạn nên đưa về mức độ dưới 130-80 mét thủy ngân. Cái thứ hai là điều tiết chế độ ăn, nhất là những cái thức ăn mà có nhiều cholesterol. Mỡ động vật là không ăn, phủ tạng các con vật là không ăn, tăng cường ăn rau ăn đậu, đúng không? Và một cái điểm rất quan trọng nữa là tập luyện thể thao vừa sức thì sẽ tránh được cái yếu tố nguy cơ, nhiều yếu tố nguy cơ tiếp theo. Và hàng ngày nên mua một cái máy huyết áp tự đo cho mình để kiểm soát áp sáng chiều. Và định kỳ 3 tháng hoặc 6 tháng đến chuyên khoa tim mạch để các bác sĩ kiểm tra xem
tình trạng tim mạch hiện tại có vấn đề gì cần phải điều trị không, thì như thế mới có tránh nguy cơ được đột quỵ tái phát. Và từ tăng huyết áp không những đột quỵ não đâu mà nó có thể như vậy là gây ra nhồi máu cơ tim đó, hoặc là biến chứng thận, hoặc là biến chứng các nơi khác. Vì cái tăng huyết áp tổn thương cơ đích rất nhiều ở trên não này, chảy máu võng mạc này, thế rồi như vậy là phì đại tâm thất, suy tim, thế rồi như vậy là tổn thương các cái hệ mạch ngoại vi, hệ mạch thận, vân vân. Có nghĩa là từ tăng huyết áp nó gây ra rất nhiều bệnh. Cho nên bạn phải đến chuyên khoa tim mạch để bác sĩ cho bạn cái hướng điều trị lâu dài, hoặc là tìm nguyên nhân, điều trị theo nguyên nhân. Vậy là điều quan trọng nhất đối với các những nhóm bệnh, nhóm người mà có nguy cơ cao là cần phải đi thăm khám thường xuyên và kiểm soát huyết áp. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Giang Đông ở Đồng Tháp ạ. Bạn có hỏi là dạ, câu hỏi của bạn thì có rất nhiều ý ạ. Xin em xin đọc ạ. Bạn có hỏi là tôi đã bị cao huyết áp 4 năm nay và gia đình ông bà nội, cha mẹ ruột đều bị mắc bệnh cao huyết áp, nhưng họ đều thọ trên 80 tuổi. Hiện nay thì tôi 53 tuổi và đang làm việc thường xuyên trên máy vi tính. Tôi nhận thuốc Enalapril 5mg và Amlodipril 5mg mỗi ngày, uống 2 lần sáng chiều và mỗi lần uống mỗi loại là 1 viên. Uống đều như vậy thì huyết áp của tôi có ổn định thường ở mức 140/90 hoặc 150/95 và ít bị cao. Vậy bạn có các khán giả muốn hỏi cả hai vấn đề sau. Vấn đề thứ nhất là hai loại thuốc mà khán giả đang uống và đang nói trên thì có uống có tác dụng phụ gì không, và có và xin bác sĩ là có thể là theo dõi bệnh của tôi thì đối với sử dụng thuốc khác được không? Bạn cho biết thông tin đó thì tôi phải nói ngay với bạn là bệnh tăng huyết áp là di truyền đó nhá. Nhưng bạn đừng chủ quan là ông bạn bố bạn sống 80 tuổi chưa vấn đề gì, nên bạn cũng mong rằng là có thể là mình không có biến chứng, và chúng tôi cũng mong như vậy. Thế nhưng mà đừng chủ quan, tăng huyết áp phải điều trị. Bạn điều trị về mức 150/900 chưa đạt được không? Hai thuốc bạn vừa nói đã thuốc trên men chuyển và trên canxi, không? Dùng như vậy có thể chưa đủ liều. Đó, nên đến bác sĩ tim mạch của bạn hỏi xem là quyết định tăng liều hay không, quyết định điều trị liều và phối hợp các loại thuốc thì phải đạt được cái huyết áp mong muốn của chúng ta, tức là dưới 140 và tốt nhất là dưới 130/80. Cái huyết áp của bạn điều trị hai thuốc rồi mà nó vẫn ở mức độ 155, như vậy là không tốt. Thế có lúc nó sẽ vượt lên 180/170/190 thì lúc bây giờ có thể gây tai biến. Thế còn thuốc thì là con dao hai lưỡi, tác dụng phụ rất nhiều. Nếu các bạn đọc trong cái quyển cái tờ hướng dẫn của người ta thì nghe chừng là rất sợ. Đấy, cho nên là thuốc thang bao giờ có tác dụng chính và tác dụng không mong muốn. Vì vậy mình phải chấp nhận là cái tác dụng điều trị là chính, còn phải chịu tác dụng phụ, ví dụ như là rối loạn tiêu hóa, uống amlo thì có thể hơi phù chân, uống cái thuốc trên men chuyển thì có thể hơi ho, nhưng mà mình phải chịu tác dụng phụ của nó. Thì bạn nên đọc kỹ tác dụng phụ, cái nào thấy bây giờ uống cái thuốc này mình thấy phù chân, cái này có thể là do amlo thì phải đến báo bác sĩ, chúng tôi có thể dùng cái thuốc lợi tiểu cho bạn cho nó đỡ đi, hoặc thay đổi thuốc khác. Vì có rất nhiều nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp, chứ không phải chỉ có amlo, không phải chỉ có như vậy nhóm thuốc trên men chuyển. Thế nên bạn đừng có lo là những cái tác dụng phụ của thuốc, bao giờ thế kể cả B1 cũng có tác dụng phụ, thuốc bổ chứ không phải là không tác dụng phụ. Những người mà không cẩn thận dị ứng tiêm B1 cũng chết. Đấy, cho nên thuốc có rất nhiều tác dụng phụ, cái nào mà bạn thấy chịu được mà vẫn đảm bảo được điều trị thì vẫn phải dùng, tức là phải lấy cái tác dụng chính của nó là chính, còn mình phải chịu tác dụng phụ để đạt được cái yêu cầu điều trị của chúng ta. Như vậy thì khán giả hãy yên tâm sử dụng theo phác đồ điều trị của bác sĩ và hãy đến phòng đến khám lại, đúng không ạ? Ngay khi mà có các biến chứng bất thường. Ý thứ hai mà khán giả muốn hỏi là khán giả có chia sẻ là trước đây tôi không bị dị ứng với bất kỳ loại kháng sinh nào. Tuy nhiên thì kể cả đối với cả các cái thuốc chích như là Cacop mà chưa cũng không hề bị dị ứng, nhưng mà từ ngày tôi sử dụng thuốc hạ huyết áp
hai loại mà khán giả vừa cho biết trên ấy, thì khán giả có hiện tượng bị dị ứng với diclofenac và thuốc Anaphan. Như vậy thì có phải là do uống thuốc hạ huyết áp đến dẫn đến cái tình trạng dị ứng thuốc trên hay không, hay là do nguyên nhân nào khác ạ? Dị ứng một cái loại thuốc hoặc một cái loại hóa chất nào đó, à, thậm chí cả cây cỏ, kể cả hoa lá chúng ta cũng bị dị ứng, sơn bị dị ứng. Thế thì đây là cơ địa của bạn, chứ không phải uống hai thuốc huyết áp này nó gây gì ảnh hưởng. Cái trước thì không bị dính, nhưng bây giờ cơ thể nó phát triển. Thế giờ chúng ta già hóa dần đi, rồi chúng ta một số cơ quan đáp ứng gì ta nó kém đi, thì chúng ta có thể dính một loại thuốc gì đó. Thế yên tâm là hai cái này không phải gây dị ứng với lại diclofenac với lại cái Anaphan. Cái đó thì bạn nên là nếu nó bị dính một loại thuốc gì đó thì nên ghi nhớ và nên ghi vào quyển sổ y bạn. Đến lần sau ta đi khám ta bảo là báo cho bác sĩ biết tôi bị dị ứng loại này. Còn nếu mà bạn không báo mà vô tình bác sĩ cứ cho loại đó thì dị ứng lần hai nặng hơn lần một rất nhiều, có thể nguy hiểm tính mạng. Như vậy thì bạn phải xem xét xem là bệnh nào là bệnh quan trọng hơn và ưu tiên sử dụng thuốc đấy trước. Còn đối với các thuốc mà bị dị ứng thì các bạn có thể tránh thay thế, vâng, tránh sử dụng các thuốc khác thay thế. Vâng. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Đức Phương ở Kiên Giang. Xin chào giáo sư. Cháu năm nay 25 tuổi, một lần bị viêm họng và đi khám thì đo huyết áp chỉ có chỉ số là 160/80. Bác sĩ nói ngay 2 ngày sau đi tái khám. Khi tái khám thì chỉ số huyết áp là 150/70 và bác sĩ nói cháu bị cao huyết áp. Từ khi biết cháu bị bệnh thì đã mua máy đo huyết áp về để đo thường xuyên. Huyết áp của cháu đo được từ 120/70 đến 135/75. Vậy cháu đã hạn chế uống rượu bia và cũng thường đá banh 1 tuần 3 lần. Vậy phó giáo sư có thể cho cháu hỏi là cháu phải làm gì để huyết áp không tăng cao nữa và có thể hạ xuống để tránh các tai biến, thì cháu còn trẻ nên là rất là lo sợ. Bạn còn trẻ mà đi khám bác sĩ thì sẽ tăng huyết áp, thì chúng tôi gọi là cái hội chứng tăng huyết áp do áo trầm trắng, tức là cứ đến bệnh viện đến gặp bác sĩ thì để tăng huyết áp, nhưng về nhà đo thì lại bình thường, đúng không? Thì cái không đáng ngại lắm, đây là trạng thái thần kinh. Thế bạn như vậy là tập luyện là vừa sức này, ăn uống thì tránh các mỡ động vật này, tránh phụ tạng con vật này, không? Thế rồi học tập lao động hợp lý. Thế thì huyết áp nó ổn định mà đo nhà thì rất tốt. Cho nên có thể có những người khi phát hiện chớm tăng huyết áp, người ta chỉ điều chỉnh một chế độ ăn, điều chỉnh tập luyện, điều chỉnh làm việc, huyết áp trở bình thường, không cần dùng thuốc. Thế nếu mà thấy mà huyết áp đo nhà mà vẫn thấy vượt qua 140, 150, 160 mà bạn đã thực hiện được cái những chế độ tôi vừa nói, tức là ăn uống hợp lý, thể thao hợp lý, làm việc hợp lý, thì lúc bây giờ mới phải điều trị uống thuốc. Còn bây giờ bạn cứ thực hiện cái chương trình bạn đang làm, tức là ăn uống điều độ này, tập được thể thao điều độ này, làm việc hợp lý mà đo huyết áp ở nhà vẫn 120, 130 với thủy ngân trên 80, thì như vậy là cái đáp bạn duy trì đấy rất tốt, chưa cần phải dùng thuốc. Bạn này là bạn nam 25 tuổi ạ. Thì đối với cả bệnh bạn có, đấy là chỉ là chứng tăng huyết áp cho đến bệnh viện thôi đúng không ạ? Nên là việc bạn hoạt động và đá banh 3 tuần một lần thì cũng không sao đâu. Tốt, vâng, tốt. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Trần Thị Hà ở Bình Phước. Thưa bác sĩ, mẹ cháu bị tai biến dạng nhồi máu não. Mẹ cháu mới nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy 11 ngày thì bác sĩ cho xuất viện và kê cho toa thuốc 1 tháng. Vậy cho cháu hỏi là uống hết thuốc rồi thì có cần phải làm gì để điều trị tiếp hay không? Mẹ cháu bị tăng huyết áp điều trị Chợ Rẫy. Cơ sở khoa thần kinh Chợ Rẫy là cơ sở mà rất là đáng tin cậy. Xác định chính xác là nhồi máu não rồi, đúng không? Vì điều kiện phòng ốc cho nên là người ta cho ra cũng chỉ 2-3 tuần cho ra thôi, và cái điều trị ở gia đình, điều trị ở tuyến địa phương là chính. Thế thì điều trị theo cái đơn của bác sĩ và tái khám theo hẹn của bác sĩ nếu có điều kiện đến Chợ Rẫy, và nếu không có tái khám tại cơ sở nơi gần nhất, và phải điều trị ô tô cơ nếu có ô tô cơ. Tôi vừa nói trên là có tăng huyết áp không, có rối loạn lipid máu không, có đái tháo đường không, có dung nhĩ không, vân vân. Thế tức là ta phải điều trị các yếu tố nguy cơ để tránh tái phát và điều trị theo hẹn của bác sĩ Chợ Rẫy thì sẽ đảm bảo được là không tái phát được bị não nữa. À, bệnh tăng huyết áp là bệnh phải điều trị lâu dài và khán giả cần phải đi thăm khám thường xuyên ở bệnh các bác ở bệnh viện.
Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Hữu Lộc ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc ạ. Chào giáo sư cho cháu hỏi, bố cháu năm nay 78 tuổi, bị tai biến cách đây 3 năm, liệt nửa người bên phải, nói ngọng, không đi lại được. Mấy ngày gần đây thì bố cháu liên tục bị xuất hiện các cơn hôn mê, thở rất nặng nhọc, mắt trợn, miệng chảy rãi. Xin hỏi giáo sư là cách điều trị để hết hoặc giảm bớt các cái cơn hôn mê này. Cụ như vậy là lớn tuổi rồi, bị tai biến rồi và lại có những cơn bận tải như thế, có vẻ như là cơn co giật, đúng không? Thế thì cái co giật động kinh này cũng là một cái hậu quả của cái tai biến mô não. Thì nếu xuất hiện những triệu chứng như thế thì tôi nghĩ rằng là bạn nên đưa ông cụ đến một cơ sở y tế gần đó để người ta khám lại, xác định xem có phải đó là cái cơn co giật động kinh không. Nếu là cơn co giật động kinh thì phải dùng thuốc chống động kinh. Thế còn những cái điều trị theo cái đơn cũ để phòng chống tai phát thì vẫn phải theo cái lời khuyên của cái bác sĩ mà đã điều trị đột quỵ não cho ông. Như vậy thì đối với các biến chứng nặng như này thì bệnh nhân bắt buộc phải đến các cơ sở y tế. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Lê Thị Thủy ở Hà Tĩnh. Năm nay tôi 42 tuổi, cách đây vài năm trong một đợt khám sức khỏe định kỳ tại cơ quan thì bác sĩ bảo tôi bị huyết áp hơi cao, lúc đó là 140/90 và sau đó năm tôi kiểm tra lại thì vẫn thấy hiện tượng cao, huyết áp là 130/90. Như thế có đáng lo ngại không thưa bác sĩ, và tôi có cần phải uống thuốc thường xuyên không ạ? Năm nay thì tôi chủ yếu là giảm bớt muối trong khẩu phần ăn và cố gắng làm việc hợp lý, tập luyện thể dục nhẹ nhàng, và xin bác sĩ cho tôi lời khuyên. Cái tuổi của chị thì như vậy là nó cũng vào cái diện là tuổi trung niên, đúng không? À, thế và phụ nữ thì hay có cái tuổi chúng tôi gọi là tuổi tiền mãn kinh, tiền mãn kinh. À, nó xuất hiện từ 45 đến 55 tuổi. Thế và lúc bây giờ nó sẽ có những biến động, và đặc biệt là có thể có biến đổi về huyết áp. Của chị 140 thì đấy là cái giới hạn mấp mé giữa bình thường và cái tăng huyết áp độ 1. Thế nếu mà theo như là cái phân loại GC7 hiện nay thì đấy là tiền tăng huyết áp, nhưng mà cũng không có đáng ngại lắm. À, cái tuổi này thì chỉ nên theo dõi thường xuyên xem là có khi nào nó tăng vượt quá con số 140 không. Để phòng cái này thì vẫn phải là chế độ lao động hợp lý. Thứ hai là ăn uống, đúng không? Ăn uống thì phụ nữ thì chúng tôi rất là biết là các chị cũng không thể để như nam giới uống rượu, uống bia rồi tiết canh lòng lợn cái gì đấy. Nên các chị ăn uống cũng rất là giữ gìn, thì tôi thấy rằng là tăng cường chế độ rau, hạn chế bữa thịt, đặc biệt là không ăn mỡ động vật, và tìm một cái biện pháp, một cái động tác tập thể dục nào đó, thể thao nào đó mà phù hợp với mình. Đi bộ, thế rồi như vậy là tập aerobic rồi cầu lông, nó hợp sức mình, thì nghĩ rằng là nó sẽ qua cái giai đoạn mãn kinh, tiền mãn kinh thì có thể huyết áp đã trở về bình thường. Và đây thì khán giả cũng chia sẻ, thì khán giả cũng đã rất là biết quan tâm sức khỏe, thì đã thay đổi chế độ làm việc cũng như là tập luyện thể dục hàng ngày rồi. À, với cái mức huyết áp là 130/90 thì khán giả cũng không cần phải quá lo lắng, đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo là của bạn Cao Tuấn ở Tuyên Quang. Kính chào giáo sư, bố em năm nay 72 tuổi, bị huyết áp cao và có uống thuốc đều đặn, nhưng bố cũng bị yếu cơ, chân tay rất khó hoạt động. Cháu có ý định mua rượu thuốc bổ gân cốt cho bố uống, nhưng không biết liệu có được không, có ảnh hưởng đến bệnh cao huyết áp của bố không. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của các bác sĩ. Ông lớn tuổi rồi, thứ hai đã bị đột quỵ rồi. Ở cái tuổi người già ấy, thì thường thường cơ khớp nó có ảnh hưởng. Một là cái thoái khớp nó đau nhức, cơ thì teo dần, còn da bọc xương, đúng không? Thế nếu mà ít vận động hơn nữa thì lại cái khối lượng cơ nó càng teo. Bên cạnh cái điều trị có cái nguy cơ như tăng huyết áp, như là theo đường, tăng mỡ máu, thì bạn có thể mua những cái thuốc mà làm cho tăng cường cái gân cốt, ví dụ như là cái Gonsamin, thế rồi cái Vitamin S để là tăng cường cái chống thoái khớp, thế rồi những cái thuốc bổ cho cụ. Nhưng mà thuốc gì thì thuốc, tôi khuyên bạn là nên cho cụ tập luyện đi bộ, thế rồi như vậy là đừng có nằm ngồi một chỗ. Nếu mà yếu bại thì nên có cái gậy
Gậy thì có rất nhiều cái loại gậy. Một là nếu khỏi ngã thì có cái gậy như là hình chữ U đó, thì nên động viên ông cụ là tập luyện nhiều lần trong ngày, đi lại nhiều. Một, đi lại nhiều thì cái cơ khớp nó phát triển, cái cơ nó đỡ nhẽo. Thứ hai là chống huyết tắc, huyết tắc của tĩnh mạch. Cho nên là cái tập luyện, tôi vẫn nhắc đi nhắc lại là đối với người già không nên nằm một chỗ, không nên ngồi một chỗ, nên hoạt động đi lại. Thế nếu mà không đi lại được thì có người hỗ trợ, đi lại được thì tích cực động viên cụ đi lại. Đi lại trong nhà, đi lại trong sân. Thế, rồi mua những dụng cụ tập cho các cụ, ví dụ là cái dây kéo. Thế rồi nếu cụ mà đạp được xe thì mua cái xe đạp đạp trong nhà. Thì cái đó rất tốt cho người già, và tránh cái teo cơ, tránh cái cứng khớp ở người lớn tuổi, người già, và đặc biệt là những người đã bị tai biến. Như vậy là việc vận động là rất quan trọng với những bệnh nhân mà có nguy cơ bị teo cơ. Tiếp theo là một câu hỏi của bạn, Lê Thị Thủy. Câu hỏi của bạn Phạm Thủy. Ba tôi bị nhồi máu cơ tim, huyết áp cao thì phải tập luyện ăn uống như thế nào để huyết áp ổn định? Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Xin bác sĩ có thể nói lại cho khán giả này biết. Bạn đã, bố bạn đã bị tăng huyết áp và có nhồi máu cơ tim như tôi vừa nói. Tức là tăng huyết áp gây tổn thương rất nhiều cơ đích, trong đó có nhồi máu não, trong đó có tắc mạch máu võng mạc, trong đó có nhồi máu cơ tim. Vì cái tăng huyết áp đấy, từ chỗ rối loạn mỡ máu có vữa sợ động mạch gây tăng huyết áp, thì cái mạch ở tim, mạch các nơi nó đều như thế. Nhưng hai mạch rất quan trọng đó là mạch ở tim mà chúng ta vẫn thấy nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân nhồi máu cơ tim lớn có thể chết, tử vong. Thế bây giờ nhồi máu cơ tim thì bạn phải đưa đến chuyên khoa tim mạch chụp mạch vành. Nếu thấy nhồi máu, nếu thấy như vậy là hẹp vữa sơ, người ta nắm, người ta đặt cái stent động mạch vành để lưu thông máu trở lại. Và phải điều trị theo ý kiến bác sĩ tim mạch. Khi sau khi chúng ta đã thông được cái mạch bị tắc rồi thì ta phải điều trị hàng ngày. Thuốc là cơm bữa, những cái thuốc mà chống kết tiểu cầu, những thuốc mà chống tắc, những thuốc hạ mỡ máu vân vân, thì mới có thể phòng cái tái phát được. Đã bị nhồi máu cơ tim lần một rồi, nhồi máu cơ tim lần hai thì còn nguy hại hơn nhiều, có thể gây tử vong. Cho nên là tốt nhất bạn nên đưa ông cụ đến chuyên khoa tim mạch nhé, để khám. Nếu can thiệp được thì chúng tôi vẫn tiếp tục can thiệp, và nếu không có thì sẽ có những thuốc điều trị hỗ trợ để phòng tái phát. Và bên cạnh đó vẫn phải điều trị huyết áp về mức độ bình thường, đưa huyết áp về mức độ bình thường. Cảm ơn phó giáo sư ạ. Và câu hỏi tiếp theo là câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Hải ở Sơn Tây, Hà Nội. Bạn hỏi là khán giả năm nay 51 tuổi bị cao huyết áp 5 năm nay, chỉ số đo thường xuyên là 140/100. Hiện tại thì khán giả vẫn đang làm việc bình thường. Vậy khán giả muốn hỏi là bác sĩ là có thể mua loại thuốc nào uống có tác dụng hữu hiệu trong phòng ngừa đột quỵ, và bác sĩ có thể tư vấn thêm cái phòng ngừa. Của anh như vậy mới 50 tuổi mà huyết áp như thế, là huyết áp tối đa là 140, tối thiểu là 100. Như vậy là anh vẫn là tăng huyết áp, đây là tăng huyết áp tối thiểu. Đấy. Anh nên đến bác sĩ tim mạch, người sẽ cho những thuốc để hạ huyết áp tối thiểu xuống. Huyết áp tối thiểu trước đây thì huyết áp tối đa tăng không đồng quan trọng, tối thiểu tăng không đồng quan trọng. Đấy. Thì trong tăng huyết áp người ta có thể tăng huyết áp tối đa đơn độc, có thể tăng huyết áp tối thiểu đơn độc, có thể kể cả tối đa tối thiểu đều là tăng huyết áp hết. Cho nên là bạn vẫn phải điều trị. Nếu tăng huyết áp tối thiểu có thể có những thuốc làm cho hạ huyết áp tối thiểu xuống. Đấy. Và một cái biện pháp nữa là nên ăn nhạt. Ăn nhạt như vậy là bình thường. Thế nào gọi là nhạt? Thực tế người ta quy định là 5 gram muối một ngày, nhưng mà ta biết thế nào là 5 gram muối? Thôi tốt nhất là nói với vợ con là nấu thức ăn nên nhạt hơn một chút. Còn ai, những người không bị yếu tố nguy cơ này thì ăn nước mắm với muối bên ngoài, còn bản thân bạn thì phải ăn nhạt hơn bình thường. Nếu ăn nhạt giảm nó 1 gram muối thì đã giảm một tỷ lệ rất nhiều cho đột quỵ não đối với và những người đi.
Như vậy thì phó sư vừa chia sẻ cho quý khán giả biết về cách phòng ngừa cũng như là để chống bị đột quỵ đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo là của bạn Cao Văn Phương ở Hoài Đức, Hà Tây. Chào bác sĩ, thời gian gần đây trong những ngày thỉnh thoảng tôi lại hay bị triệu chứng mệt mỏi. Khi đó tôi chỉ muốn hít sâu và thở mạnh để dễ chịu hơn. Những lúc bị như vậy thì tôi có đo máy Omron thì kết quả huyết áp khoảng 90/58 và nhịp tim là 118 nhịp trên phút. Có những lúc khác trong ngày thì tôi cảm thấy sức khỏe bình thường thì tôi đo được kết quả huyết áp là khoảng 110/120/70/80 và nhịp tim thì khoảng 80/90 nhịp trên phút. Tôi đi khám ở bệnh viện huyện và bác sĩ cho làm điện tim và đo huyết áp, nhưng lúc trực tiếp đo huyết áp và điện tim thì tôi lại thấy trong người bình thường, không có cảm giác mệt mỏi như lúc khác trong ngày. Nên kết quả huyết áp lúc đó của tôi là 120/80 và bình thường, còn kết quả điện tim là 96 nhịp trên phút. Vậy bác sĩ có thể và bác sĩ bảo là bình thường. Vậy là khán giả có hỏi là xin bác sĩ tư vấn cho tôi là cái triệu chứng của khán giả gặp phải ạ, thì có bình thường không ạ? Và có cần phải có biện pháp như nào để điều trị? Tăng huyết áp cũng nguy hiểm, huyết áp hạ thì cũng không tốt. Nhưng hạ huyết áp ấy thì thường thường nó đỡ nguy hại hơn là tăng huyết áp. Hạ huyết áp chúng ta chỉ thấy cơ thể mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả, khó thở. Tức là cái lượng máu mà quả tim bơm đi không đủ để nuôi cho cơ thể chúng ta làm việc và hoạt động. Thế nào là hạ huyết áp? Tức là huyết áp tối đa là dưới 90, tối thiểu là dưới 50 mới có thể ngất. Như vậy là của chị có lúc chị đo thấy huyết áp nó thấp, chưa đến mức dưới 90 nhưng mà 95 đúng không? Thì như vậy là cũng là thấp. Thì cái lúc đó chị cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, thấy mệt mỏi. Có nghĩa là lúc này máu nó bơm đi không đủ để nuôi cơ thể. Thế còn chị đến khám các nơi khác, người ta lại đo lại thấy bình thường, nhịp tim thì hơi nhanh. Nhanh thì có thể khi đến hồi hộp, gặp bác sĩ hồi hộp và đo điện tim thì hồi hộp thì 96 lần phút thì cũng gọi là nhanh, nhưng chưa phải nhanh lắm. Thế thì theo tôi nghĩ là điều chỉnh cái huyết áp của chị ở mức độ trên 100. Ngay bản thân tôi huyết áp luôn luôn là lúc nào khoảng độ sáng thì khoảng độ 105, 100. Thế thì những lúc mà mệt mỏi thế thì có thể nó là hạ huyết áp. Nếu là huyết áp thì một là vận động, và hai là đo thế hạ thì chúng ta có thể cấp cứu ngay bằng cái là ăn một cái kẹo, hoặc là uống một cốc trà gừng, hoặc uống một cốc một ly cà phê. Thế những người mà không thấy mất ngủ do cái cà phê thì huyết áp nó sẽ tăng lên, và chúng ta vận động thì huyết áp nó lại từ thấp có thể nó trở về mức độ 100, 101, 102 thì nó lại bình thường. Thì cái một hai lần mà thấy huyết áp nó thấp như thế thì không đáng ngại lắm. Thế còn muốn mà tìm cái nguyên nhân thì phải nên kiểm tra tổng thể ở các chuyên khoa tim mạch, thì các bác sĩ sẽ có những phương pháp, có những thuốc men để cho chị điều trị hợp lý. Nhưng mà tôi vẫn nói là cái tập luyện, cái ăn uống của chị vẫn rất quan trọng. Tập luyện hợp lý thì huyết áp có thể nó thấp và nó có thể lên bình thường. Ở đây thì khán giả có chia sẻ là huyết áp của những lúc mà khán giả tự đo thì là 90/58 ạ. Thì có khi nào mà có trường hợp mà huyết áp của bệnh nhân tự dưng tụt, là giống như tụt tư thế đứng không ạ? Trong cái hạ huyết áp thì nó có hạ huyết áp tư thế đứng. Đấy, đang ngồi thì người ta đứng dậy. Đấy, thì thấy chúng ta mệt mỏi, mỏi quá mắt trong mặt có thể sụp đổ luôn. Đấy, thì đấy là hạ huyết áp tư thế đứng. Thì cái đó vẫn phải đến chuyên khoa tim mạch để người ta khám xem là do nguyên nhân gì. Đấy, cái hạ huyết áp là do cái gì. Đấy, hoặc là có thiếu máu không. Thế rồi vậy có cái bệnh lý về tim mạch không. Có những bệnh ví dụ như hạ huyết áp đứng rất điển hình như này, là người lớn tuổi bị phình động mạch, nhất là mạch chủ bụng. Có bệnh nhân đến nói chúng tôi là bình thường tôi nằm được không sao, tôi ngồi không sao, tôi đứng dậy cái là hoa mắt trong mặt. Thế thì nghĩ nhiều đến cái phình động mạch chủ bụng. Khi tôi đứng lên thì phình ra thì máu dồn xuống, và cho đi khám cho sure đúng rõ ràng phình mạch chủ bụng. Mà cái đó nếu mà không cấp cứu điều trị thì nếu vỡ
thì phần lớn là tử vong. Cho nên là tôi vẫn khuyên là chị nên đến các chuyên khoa tim mạch khám, để các bác sĩ chuyên khoa tim mạch dùng các cái biện pháp lâm sàng, cận lâm sàng khám tìm cho nguyên nhân do cái gì huyết áp thay đổi như vậy. Đối với các bệnh tim mạch cũng như huyết áp thì mình không, bệnh nhân không nên tự ý điều trị, đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo là của bạn Hà Bích ở Bạch Mai, Hà Nội. Bạn hỏi cho cháu hỏi là điều trị sau tai biến mạch máu não cho bố ạ. Bạn có chia sẻ là bố bạn năm nay 74 tuổi và đã bị tai biến 7 năm nay. Hiện tại thì bố bạn hay tiết nước bọt rất nhiều, hay khó thở, nói ngọng và huyết áp cao, dao động trong khoảng 130/70. Và xin bác sĩ có thể cho cháu biết về phương pháp điều trị cũng như là dự phòng cho bố cháu ạ. Chị ở Bạch Mai thì rất gần với Bạch Mai, đúng không? Rất gần cái trung tâm tim mạch và trung tâm khoa thần kinh Bạch Mai. Các bác sĩ có uy tín, thế nên là chị nên đưa ông đến cơ sở đó để khám xem là cái gì. Một là cụ năm nay là ngoài 70 tuổi rồi. Cái thứ hai là sau tai biến thì nó có nhiều những biến chứng khác. Xem bệnh khó thở, xem bệnh phổi có vấn đề gì không. Có cái tràn dịch, rồi có cái viêm phế quản phổi, rồi có cái lao hoặc có gì không mà gây khó thở như này. Thế rồi tim như vậy là có suy tim không? Suy tim gây khó thở. Một số bệnh phổi, phế quản tắc nghẽn gây khó thở, nó có rất nhiều nguyên nhân. Ở người già 74 tuổi thì một là khám đấy, hai là vào bệnh viện lão khoa trung ương. Thì đúng là tuổi già đấy thì các bác sĩ khám sẽ tìm nguyên nhân xem là cái gì. Chứ còn cái di chứng của đột quỵ, nói khó này, méo miệng này, thế rồi tăng tiết nước bọt này, thế rồi khó thở vân vân, thì đó là những cái hậu quả của đột quỵ não gây ra. Và đồng thời ở người già thì còn rất nhiều bệnh đồng diễn, viêm phế quản phổi tắc nghẽn, thế rồi như vậy là suy thận, suy tim vân vân. Thế thì khuyên chỉ nên đưa cụ đến viện lão khoa trung ương nằm trong bệnh viện Mai để khám tìm ra nguyên nhân điều trị cho cụ. Vậy thì nhà bệnh nhân rất là cần bệnh viện Mai, thì bệnh nhân nhanh chóng di chuyển đưa đến bệnh viện để được khuyên. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Bùi Văn Phước ở Cầu Diễn, Hà Nội. Bạn có hỏi là: chào bác sĩ, cháu là Phước, năm nay cháu 30 tuổi, cháu có câu hỏi nhờ bác sĩ muốn giúp đỡ. Đó là cháu đang ngồi và đứng dậy thì đột ngột bị chóng mặt, và nhiều đêm thì cháu ngủ nằm được một lúc thì đầu cứ ong ong và cảm giác như máu không lên não được. Nằm im một lúc thì cháu trở lại bình thường. Giờ xin hỏi bác sĩ là cháu bị như vậy là bị bệnh, có phải bị tai biến không? Và cháu bây giờ nên đi khám và khám ở khoa nào? 30 tuổi và dạ, đã có thì... cái lúc mà như vậy là chóng mặt, thế rồi khó ngủ. Thế thì cái chóng mặt này thì nằm trong hội chứng tiền đình, đúng không? Cho nên đến chuyên khoa thần kinh để khám, tìm xem là tai có vấn đề gì không? Thế rồi cái hệ thống tiền đình có vấn đề gì không gây chóng mặt? Thế còn mất ngủ và khó ngủ thì có nhiều nguyên nhân. Trong công việc có gì căng thẳng không? Trong gia đình có gì căng thẳng không? Trong tình cảm có vấn đề căng thẳng không mà gây mất ngủ? Cái triệu chứng mất ngủ nó gặp trong nhiều bệnh lắm. Sau một đêm uống cà phê ta mất ngủ, căng thẳng công việc ở cơ quan, thế rồi quan hệ bố mẹ, gia đình, vợ con, vân vân, nó có rất nhiều mối quan hệ mà gây mất ngủ. Thì bạn thử như vậy là xem lại xem là trong công việc có căng thẳng không, trong quan hệ gia đình bạn bè có vấn đề vướng mắc không, thì cái đó tự bạn giải quyết. Còn thuốc thang của bác sĩ để hỗ trợ vấn đề này thì ít lắm. Trước hết là mình phải giải quyết những cái stress gây nên cái mất ngủ. Còn nếu không được nữa thì phải đến khám các chuyên khoa thần kinh xem mất ngủ do cái nguyên nhân gì để điều trị. Ở đây thì bệnh nhân khán giả có 30 tuổi thôi ạ, và các triệu chứng này cũng không rõ ràng là triệu chứng của bệnh tai biến, đúng không ạ? Cái này cũng không sợ là cái triệu chứng này gây tai biến. Vì vậy thì bệnh nhân cũng không nên quá lo lắng. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Vũ Cao Khiếu ở Lục Yên, Yên Bái. Khán giả năm nay 54 tuổi và bị bệnh cao huyết áp hơn 5 năm nay. Tôi thường xuyên uống Amprobest liều 5mg. Khi bị cao huyết áp thì uống Nifedin liều 10mg. Tôi uống như vậy có đảm bảo không, hay thỉnh thoảng phải thay thuốc, phải uống liều 10mg hay không?
và uống thường xuyên như thế thì có ảnh hưởng gì đến thận không? Vì tôi đang bị sỏi thận do được cơ điện kém. Cô bác như vậy bị tăng huyết áp thì phải điều trị tăng huyết áp suốt đời. Thuốc phải là cơm bữa. Còn điều trị dùng thuốc gì thì do các bác sĩ chuyên khoa tim mạch chỉ định. Còn những cái thuốc này có ảnh hưởng đến sỏi thận hay không thì những cái thuốc này phần lớn không ảnh hưởng đến cái tạo sỏi. Cho nên bên cạnh cái những cái thuốc để điều trị sỏi thận, phòng chống tái phát, thế rồi thậm chí phải phẫu thuật để điều trị cái sỏi thận, thì những cái thuốc về tăng huyết áp nó ít ảnh hưởng đến cái tạo sỏi. Còn liều dùng thì ta phải dựa vào cái chỉ số huyết áp. Một viên mà không đủ thì phải uống hai viên, hai viên không đủ thì phải kết hợp với thuốc khác hoặc là ba viên. Chúng ta điều trị đầu tiên tăng huyết áp là ức chế men chuyển cộng với lợi tiểu, ức chế canxi cộng với lợi tiểu, ức chế men chuyển, ức chế canxi cộng với lợi tiểu. Đấy là ba thứ thuốc rồi. Thế thì bạn phải đến bác sĩ điều trị cho bạn để xem cái liều nào là liều điều trị cho bạn. Liều thích hợp là cái gì? Tức là đưa được huyết áp về dưới mức bình thường. Đấy, tức là ít nhất là từ 130 trên 80 mét thủy ngân hoặc 120 trên 80 mét thủy ngân. Và nếu bạn vẫn ở mức độ 140-150 có nghĩa là chưa đủ liều. Đấy, hoặc là không chịu thuốc đó thì chúng ta phải có rất nhiều cách phối hợp thuốc. Ở đây thì bệnh nhân không nên tự ý thay đổi thuốc, không nên tự ý thay đổi liều. Phải có ý kiến của bác sĩ. Và bệnh nhân nên thường xuyên đến bệnh viện để thăm khám. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Phương Anh. Bạn có hỏi là, cho cháu hỏi là ba cháu bị tai biến, chân đi lại được rồi nhưng mà hay bị nhức bên trái, bị liệt ở bên trái, không ngủ được. Bác sĩ cho cháu hỏi cách nào để chữa đau nhức. Cảm ơn bác sĩ. Khi bị tai biến não thì có thể gây ra liệt chi thể. Đa phần là liệt hai người ở tư thế xấu. Và nằm lâu như thế thì nó ảnh hưởng đến các cái chức năng khác. Ví dụ như là cái viêm quanh khớp vai sau cái đột quỵ liệt hai người. Thế rồi đau nhức khớp. Thế và bên cạnh cái tổn thương như thế rồi thì các cái bệnh thoái khớp của tuổi già có thể nó kết hợp. Thế bây giờ muốn điều trị như vậy thì bên cạnh những cái thuốc về thần kinh ra thì phải kết hợp theo thuốc, các thuốc về cơ khớp. Ví dụ như là giảm đau chống viêm, cái nhóm mà ít hại dạ dày, sen cốc là mô bích. Thế rồi những cái thuốc tăng cường cái chống thoái khớp, ví dụ như là Ursamine, Viatrinet. Thế rồi những thuốc tăng cường về thần kinh, ví dụ B1, B6, B12, Nucleo, vân vân. Và chú ý là tập luyện đừng để cho cái di chứng của cái liệt ở người tư thế xấu. Tức là các khớp không có được cứng này, thế các cái cơ tập luyện để người nó teo này. Xoa bóp tuần luyện hàng ngày để trả lại cái chức năng của khớp. Ở đây thì bệnh nhân có chia sẻ là bố của bạn thì có triệu chứng khó ngủ ạ. Thì liệu có một phương pháp nào đó thay thế cái thuốc cây cái người khó ngủ ở người bị bệnh thì đó là cái thường trực, đúng không? Tuổi cao thì cũng ngủ ít, càng khó ngủ thì càng ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Mình có thể dùng những cái thuốc rất đơn giản, ví dụ như là cái viên Rotunda, thế rồi cao lạc tiên, rồi những cái thuốc mà an thần nặng hơn, ví dụ như là Cerusen, vân vân, để điều trị cái tạo thành cái giấc ngủ sinh lý. Nhưng mà tôi lưu ý là đã là người già thì cái thời gian ngủ thì nó cũng không cần nhiều lắm. Chúng ta trẻ 20 tuổi, 30 tuổi 8 tiếng một ngày, 70 tuổi thì có khi cần 5 tiếng một ngày. Và ban ngày thì ngủ không được nằm trên giường cứ lưu diêu suốt ngày ấy, thì tối giấc ngủ không tốt. Ban ngày phải hạn chế cho bệnh nhân ngủ ngày, trưa thì có thể cho ngủ khoảng độ tiếng. Đấy, không cần nằm nhiều, nhưng tối thì ngủ khoảng độ 90 giờ cho đi ngủ. Chứ nếu mà cứ để ông nằm trên giường suốt ngày cứ la cà la đài thế thì cái chất lượng giấc ngủ cũng không tốt và cũng không sâu.
Thuốc thang thì có phối hợp thuốc đông và thuốc tây, tây an thần bây giờ là siêu sen, còn đông y thì người ta có viên rotunda, thế rồi các thuốc tôi vừa nói trên là bạn vận dụng các thuốc cao lạc tiên, thế rồi cái nó vông vân vân thì có thể giúp cái giấc ngủ cho nó trở lại sinh lý bình thường. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Lê Hoàng ở Kiên Giang. Chào bác sĩ, năm nay tôi 28 tuổi, cao 1m76, nặng 72kg. 2 tuần trước thì cháu có các dấu hiệu như hồi hộp, tim đập nhanh, thường xuyên mất ngủ, tay chân bủn rủn, choáng váng và đôi khi có biểu hiện mất chi giác. Cháu đi khám thì được chẩn đoán là triệu chứng của bệnh hạ canxi cộng rối loạn thần kinh thực vật. Cháu đã uống thuốc điều trị nhưng không giảm. Thời gian gần đây thì mỗi khi đi ngủ cháu thường bị tê chân tay bên trái, mồ hôi ra rất nhiều và ở phần tay bên trái kết hợp với cả mất ngủ. Hiện tại thì cháu rất hoang mang và rất mong bác sĩ có thể giải đáp giúp cháu về các cái triệu chứng của bệnh. Và gia đình của bạn này thì không có ai có tiền sử bị tim mạch hay là bệnh cao huyết áp hay tiểu đường gì cả. Như vậy là một thanh niên có cái chiều cao lý tưởng, cân nặng lý tưởng đúng không, nhưng mà bây giờ lo lắng bị tật nhiều quá. Thế thì cháu ở Kim Giang đúng không? Đấy, Kim Giang như vậy là rất gần chỗ viện Trăm Vang thôi. Cháu có điều kiện thì cháu đến khoa đột quỵ não viện Trăm Vang, tôi sẽ khám trực tiếp và cho cháu cái lời khuyên. Vậy là các triệu chứng của bạn thì bạn đã có chia sẻ là bạn có đi khám rồi và được chẩn đoán là hạ canxi và rối loạn thần kinh thực vật. Vâng, thế thì như vậy là cứ đến thì chúng tôi sẽ có lời khuyên thêm nha. Kiểm tra lại xem có phải đúng là hạ canxi không. Câu tiếp theo là của bạn Hoàng ở Đắk Lắk. Bố bạn năm nay 50 tuổi và có huyết áp là 180/90 mmHg, đang dùng thuốc hạ huyết áp. Tôi nghe nói tăng huyết áp dễ dẫn tới đột quỵ não, vậy xin hỏi là bố tôi có nên sử dụng sản phẩm Latopet để phòng ngừa đột quỵ hay không? Và xin bác sĩ cho lời khuyên. Trước hết là huyết áp như thế của bố bạn quá cao, đúng không? Cho nên là phải đến chuyên khoa tim mạch để các bác sĩ tim mạch cho cái đơn thuốc hạ huyết áp về dưới mức 140, chứ để mức 180 như thế thì rất nguy hiểm, sẽ là đột quỵ não, sẽ là nhồi máu cơ tim. Cho nên là phải đến các bác sĩ tim mạch để người ta cho một cái đơn hạ huyết áp xuống. Thế còn dùng Latopet hay không thì phòng tôi nghĩ rằng cũng không có gì là có hại cả. Mình vẫn phòng được, nhưng tôi khuyên là phải đưa về mức huyết áp bình thường rồi mới nói đến Latopet hay cái gì khác, chứ còn để huyết áp như thế thì quá nguy hiểm. Tức là bệnh nhân có thể đi khám tại các cơ sở y tế để điều trị huyết áp, sau đó sử dụng thêm các sản phẩm từ thiên nhiên như Latopet để dự phòng đột quỵ, đúng không ạ? Câu hỏi tiếp theo là của bạn Nguyễn Thị Hảo ở Gia Lâm, Hà Nội. Bạn có hỏi là khán giả năm nay 48 tuổi và khán giả hỏi là khi bị cao huyết áp thì khán giả nên làm thế nào, và xin bác sĩ cho lời khuyên. Chị 48 tuổi đúng không, mà bây giờ như vậy là bị tăng huyết áp, thế thì chị phải đến cả các chuyên khoa tim mạch ngay Gia Lâm thôi, đúng không, sang Bạch Mai, Viện Tim Mạch Trung ương, 108 vân vân, thế các cái khoa rất là chuyên sâu để tìm cho chị là nguyên nhân tăng huyết áp. Và nếu không có nguyên nhân tăng huyết áp, bệnh tăng huyết áp, mà đã là bệnh tăng huyết áp thì phải điều trị suốt đời theo cái khuyến cáo của các bác sĩ, tức là thuốc huyết áp phải dùng là cơm bữa. Đấy. Và có rất nhiều các biện pháp tôi vừa nêu trên, tức là ngoài biện pháp thuốc ra rồi, ăn uống và thứ hai tập luyện, cái đấy ba cái đó là cái chân kiềng, ba chân kiềng để điều trị bất cứ một bệnh gì. Ăn uống hợp lý, thể thao hợp lý và thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Câu hỏi tiếp theo là của khán giả Minh Tâm ở Vĩnh Phúc ạ. Ba tôi bị nhồi máu não hay còn gọi là tai biến, đến nay cũng được hơn 3 tháng. Tình trạng phục hồi cũng chuyển biến khá nhanh. Tuy nhiên thì thời gian gần đây thấy ba tôi có sự thay đổi mạnh về tâm lý, không chịu tập vật lý trị liệu, hay cáu gắt, khó chịu, không nói chuyện, nhiều khi còn nạt nộ, chửi bới, không chịu uống thuốc, cũng không chịu tái khám.
Vậy cho tôi hỏi là có những trường hợp như thế thì người nhà phải làm thế nào? Cảm ơn bác sĩ tư vấn giúp ạ. Trong đột quỵ não hoặc sau đột quỵ não, bệnh nhân có thể có những cái biến đổi rối loạn về tâm thần, biến đổi rối loạn xúc cảm tình cảm, cáu gắt, tức giận, thế rồi hay chỉ với con cái, kêu ca, thế rồi có những người hỏi đến là khóc, đa phần là kiểu như tủi thân, hoặc là có một số ít hỏi đến thì cười, không kìm được. Đó là những cái biến đổi về tâm thần. Tốt nhất bạn phải mang đến khoa tâm thần kinh, tâm thần, để các bác sĩ có thể cho cái đơn. Có rất nhiều thuốc, ví dụ như là chống trầm cảm, ví dụ như là chống kích động, vân vân. Thì cái đấy chúng tôi sẽ có những cái thuốc để điều trị cái triệu chứng rối loạn tâm thần sau đột quỵ cho bệnh nhân. Thưa các bạn, do thời lượng của chương trình có hạn nên chương trình tư vấn kỳ này xin phép tạm dừng tại đây. Những câu hỏi chưa được giải đáp của các chuyên gia tư vấn sẽ trả lời và cập nhật trên chuyên mục Hỏi Đáp 24 giờ. Xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hiện và cảm ơn sự tham gia nhiệt tình của quý bạn đọc. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình giao lưu tư vấn tháng 10 số 1 với chủ đề Giải pháp điều trị suy thận mạn an toàn hiệu quả, diễn ra lúc 14:30 ngày thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2014. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.